chính xác là bao nhiêu lần? Khi một người được truyền thiền về Phật giới á, khi mà bắt đầu rơi á, thì cái quan tiêu nó bắt đầu nó xuất hiện. Mà phải chú ý này nè, khi mà cái quan tiêu mà nó rơi nó rớt thẳng á, thì mà nó có cái một màu trắng vàng, pha vàng trong đó, mà nó rơi cái chiều thẳng đứng á, thì đó chính là cái quan tiêu của chư Phật trước mình về. Còn nếu mà cái quả tiêu á mà nó rơi theo cái kiểu mà hơi cuốn hút á, nó cuốn theo cái đất á thì không đúng, thì nó sẽ đi một vòng cái đất, nó trở lại vào tập quay về cái chỗ này. Vì thế mà người ta có thể được thử một vài lần như thế này, trong ba lần có thể là mình muốn biết cái này quả tiêu thật hay giả, bởi vì mình cũng không có chung kinh nghiệm đâu, thì có nghĩa là qua tiêu vừa ra như mình có cái ý niệm là mình không theo thì không qua tiêu đứng lại. Còn nếu mà mình ý niệm đứng lại mà qua tiêu vẫn rơi thì chắc chắn là ông thầy không để ý cái này, thì cái đó là giả. Nhưng mà thử đi thử lại thì ba là mới biết thật hay là giả. Còn nếu mà không thử được cái này thì hên xui đi một vòng nó trở lại trường tập lần đầu đi. Là nó rơi như vậy là nó rơi tới 24 tiếng đồng hồ chứ tính rồi. Còn rơi về trung tâm thì không dừng nửa tiếng đồng hồ được tận. Rồi vậy, không phải câu hỏi thứ hai vậy. Vì hỏi á, đọc cái câu này tôi nói rất rõ, nghe cho nó rõ ràng. Rồi khi thân tứ đại mất hoàn toàn và khi chung ấm thân thức dậy thấy màu vàng sáng rực, lúc đó chung ấm thân của mình sẽ tự động được rơi hay chung tâm chung ấm thân phải rơi theo khởi ý? Nó đúng ra là thì để nói cho nó gọn, chứ sự thật á, khi mà con người mà mất rồi đó thì tất cả những cái gì nó hiện trong chung ấm thân của mình á, trung ấm thanh của mình đó là một điện từ âm dương rất trong, thì vị thần quản lý tác phẩm của mình là biết cái đó là cái gì, ông thấy màu vàng sáng rực là ông biết nghe, thì ông không có can thiệp nhiều, ông can thiệp mà ít ta được can thiệp. Vì thế mà khi một khi bắt đầu luân hồi phải do một vị thần dẫn đi, chứ không phải là nói trong cái sách nói là nói vậy thôi, chứ bây giờ đây tới cái thời kỳ nói gọn ra. Bởi vì khi mà thánh Phật vào ngũ thân của người thì do thần chủ thế giới chỉ định một vị thần thực hành nào đó là theo quản lý chặt cái thánh Phật này nè, đi đâu phải chứ, thánh Phật muốn đi đâu thì phải cho nó đi, chẳng hạn muốn lên ai khi mình mắt mà ra thấy cái màu mà 12 màu sắc của cõi trời tịnh độ thì ông chỉ có bộ phận nắm quân quân về quả trời đó thôi. Đó rồi mình lên thử hưởng xong rồi chừng nào trả lời thì sẽ có một vị thần khác quản lý tiếp của mình. Có nghĩa là mình đi lên quả trời Cực Lạc mình hưởng thì chỉ có là cái trung ấm thân của mình là cái vỏ bọc tánh người của mình nó đi theo thôi, và cái khối nghiệp của mình nó đi theo hưởng hết rồi trở lại cái dòng tộc, trở lại trên diễn dòng tộc chứ không phải đi đâu nữa rồi. Nguyên tắc quy nhân quả luân hồi ở đây, tại sao cái đất này là do vị thần quản lý cái này nè, quản lý cái này nhân, nói đúng là quản lý về nhân quả từ thánh Phật mượn, chứ không phải là không có căn cứ. Rồi con hỏi tiếp đi. Cái ý tiếp theo là khi chúng ấm thanh nó rơi thì làm sao mình biết được là nó rơi theo chiều thẳng đứng hay là rơi theo chiều nghiêng hay là bị trao đảo, thì khi mà nó không rơi thẳng đứng thì mình sẽ xử lý như thế nào? Bây giờ muốn biết cái này á thì bây giờ ai mà có đi máy bay thì biết hiểu. Một anh nhảy dù mà nhảy ra trong chiếc máy bay đó, đây cái nhân quả luân hồi giống như trong cái đất nhảy ra này, nó hút ngược lên là đi giảng sanh, còn nó hút mình theo chiều cái máy bay đó.
đi vòng đó là trong cái đất này nè, còn nó rơi thẳng xuống là nó rơi thẳng ra khỏi ngoài máy bay được, mình phải tính tới cái độ rơi của nó. Mà còn cái chuyện rơi thẳng mà nó nhanh hay nó chậm là do cái số công đức của người đó, cái này không phân biệt được. Nhưng mà bây giờ chuyện thì người ta đã nói cho mình biết rằng, nên nhớ rằng tất cả những người thân mà có người sắp chết, mình hỏi thì trong 3 ngày trước khi chết thấy cái gì, chính là báo hiệu mình sẽ đi con đường đó. Hãy hiểu này chắc chắn 100% là thì bằng đúng 99% trước khi mình chết chưa thấy cái gì, chưa thấy con này con kia là chắc chắn, chắc chắn là đi vào cái đời thú rồi. Còn thấy dòng tộc là chắc chắn phải vô dòng tộc, và thấy mà những cái người mà giành chức ở đâu thì là vô hồn. Còn thấy cái thằng này thằng kia rồi chắc chắn nữa là thật. Có nghĩa là người ta đã báo cho mình cái nhân quả, nó đã báo cho mình biết trước là tương lai anh sẽ đi đến chỗ đó. Anh đừng có cầu ở đây, mà anh đừng có cầu mong lại được ai chỉ cho mình, đừng có muốn tốn tiền. Và cái này là thiền tông nó ra đời để nó nói cho rõ ràng cái này, gọi là bởi vì tại sao Đức Phật phải nói cái này, vì ông biết là khi mà ông nhập niết bàn mấy ngàn năm sau thì đệ tử ông không còn làm cho ông được. Ông nói một câu thế này nè: về sau đời mà pháp mà đệ tử nào mà theo ổng đó mà nói là tu giải thoát, đúng là cái ông là đệ tử chánh Phật. Còn nếu mà không có để cái này qua toàn lợi dụng đạo của Phật để làm tầm thị thôi. Mà cái này nói là nói có nhà xuất bản cho phép đàm bài, chứ không phải tôi nói với Phật. Mà bây giờ cái này bởi vì tại làm sao mà cái thiền tâm này ra đời phải làm đúng chuẩn mực đó, mấy chục năm không nói trước mà phải từ từ viết ra sách rồi dẫn giải cho người ta, đến khi nào ta hiểu rồi bắt đầu mới nói này ra, thì chu kỳ mười mấy năm đó. Thì theo quyền kiến của ra cái pháp này phải nói đợi khi nào mà loài người dân lên thành cao đó, nói cái gì phải chứng minh được cái đó thì người ta mới tin. Chứ ngày xưa nó ông trời chứ không hỏi trời làm cho đó thôi đi, tại sao bây giờ khoa học chứng minh là khoa học biết là nó có những cái hành tinh khác, thì bây giờ mình cái quyền ký này nó nương theo cái này nó mới nói. Cái ngày xưa nó có cái câu chuyện thế này nè: các đệ tử Đức Phật bảo Đức Phật là bây giờ Như Lai dạy cho con cái pháp giải thoát này, tôi nói tháng trước ông dạy rồi, chửi ông không được, chửi mà ông không biết làm sao phải giải thích cho nghe. Thì ông hỏi gì chứ bây giờ Như Lai hỏi hai câu này, nếu các môn đồ nào mà trả lời được á thì Như Lai sẽ dạy. Hỏi về chết tại nó dựng cái rừng mà cạnh núi Linh Sơn đó, nó mấy ngàn người ở đó, tại sao Như Lai ngồi ở chỗ này mà nói với người cách 700-800 thước mà nghe, ai hiểu cái này? Thì Đức Phật nói thì đó đệ tử ông nói là cái này Như Lai có thần thông không? Phải hôm nay nếu mà về mấy các ông bảo ta là thần rồi, ta là Phật chứ làm sao mà là thần? Chịu cho nó thần thông mới sử dụng thần thông, còn Phật không được dùng được mà sử cái bằng sử dụng nguyên tắc vật lý. Ai giải thích được này giải thích được này, không ai giải thích được này ông Phật không? Đó, bây giờ đó mình giải thích được thì cái pháp môn này mới công bố ra, mới nói ra cho nhiều người biết. Giờ con hỏi câu thứ hai đi. Dạ, câu thứ hai là người có công đức ít lúc thân tứ đại này ta đã ra chung bản thân thức dậy, hiện tượng nhìn đầu tiên là gì và có khó khăn và cản trở như thế nào không ạ? Dạ, đó đối với người công đức ít. Dạ, thì câu luật lộ trình về một giới nó sẽ như thế nào? Công đức ít thì nãy nhận giờ có nói rồi, công đức ít là phải tự mình sử dụng cái thuốc nhất tự thiền để đi ra, còn không có không sử dụng được. Ông Phật không giúp mình được cái này đâu, là vì trong quyển sách đó cái công đức ít á thì đương nhiên một vị thần quản lý mình không cho mình về, muốn về thì mà có ít quá không đủ về, thì cái thuộc về buông thì vị thần á thì buông ra, bắt đầu mình phải cố gắng mình là phải rơi á, là bắt đầu phải rơi đó. Thì bây giờ nó đi tới cái chuyện này, nhưng cái thằng này nó rơi rất chậm nha. Cái sử dụng nhất tự tiền nó nằm ở trong cái công đức ít này. Rồi nó hỏi tiếp. Dạ, còn hai nhỏ đó là đối với công đức nhiều thì công đức lôi vô lượng thì nó
thế nào? Công đức vô lượng hả? Dạ, công đức nhiều chứ công đức vô lượng. Bây giờ nếu công đức vô lượng dễ đó, khi cái người đó mà họ sắp mất này, nó rất to cái đầu họ, là người đó công đức vô lượng. Mà người ta vừa tắt thở người ta biết hết. Mà trước khi mấy người mà trước khi mà ta chết á, ta báo cho gia đình biết người ta đi đâu, mấy người công đức vô lượng ở chỗ này. Còn công đức vô lượng thì thấy cái võ hồn tính Phật đang ra chú bóng tay nó chỉ có công đức vô lượng thì vị thần không can thiệp cho tự tại để về Phật giới. Đây là cái quy ước rồi, trước khi mượn đầy đủ công đức thì tự động về, thiếu thì phải trợ giúp, còn không trợ giúp thì ông thần quản lý. Ông đẩy về đây, đó là cái nguyên tắc đó. Giờ giờ hỏi tiếp. Dạ. Thì cái ý này á, nó trùng với lại cái nhóm Phật tử của Tàu và của anh Nguyễn Hoàng Minh. Thì những câu hỏi này trùng ý nhau á, thì không biết là bên nhóm Phật tử của Tàu có ý kiến hỏi thêm không hay là không, còn nếu như không hỏi thêm á, thì tôi xin cho qua những câu hỏi này, không hỏi lại nữa. Phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa có hỏi hai câu. Câu thứ nhất, một người tu theo Thiền Tông để được một vị Phật phân thân rút về Phật giới phải gồm những tiêu chuẩn nào ạ? Xin thầy chỉ dạy cho. Thì một vị phân thân thì chắc chắn là mình có công đức nhiều, mà khi được truyền thiền thì vị Phật trong phân thân tới. Còn mà khi mà mình chưa có biết thiện tâm đó mà mình muốn về Phật giới thì thầy có cái nguyện là con giờ muốn trở về Phật giới, muốn làm sao gặp chánh pháp ở thiền nói, nghĩa là vừa khởi niệm đó là vị Phật đã phân thân tới. Vị Phật phân thân này là ai? Là vị Phật ngày xưa đã dẫn mình vô chỉ đường để đi vào. Bây giờ mình nghe nói rồi thì mấy bố anh thì sẽ nói rõ lại là một cái tấn Phật mà vô mà cam kết với dòng tập như thế nào. Nếu đọc những cái này thì mới hiểu được cái Phật hay. Vừa tới đây mà có công đức rồi thì tất cả một vị Phật sẽ đến giúp mình. Nhưng mà nên nhớ rằng, bởi vì lưu ý chỗ này là khi truyền thiền mình cố gắng mình nghiêm chỉnh, mình nghe từ lời từ chữ thì vị Phật đó sẽ giúp mình. Còn nếu mình tuy nhiên thì chính là mình truyền thiền nữa lơ là cố gắng thì rất nghiêm chỉnh ở chỗ này thì chắc chắn sẽ về được. Còn nếu mà mình lơ là mà không chịu á, ở bỏ thì ông nói là không nghiêm chỉnh á. Được không? Hỏi cái thứ hai à. Khi sống mang tâm tứ đại học pháp môn thiền tông, nhớ cái lộ trình để trở về Phật giới, nhưng khi mất cái thân này rồi liệu có còn nhớ rõ lộ trình để trở về Phật giới hay không ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con. Khi còn mang thân tứ đại thì học nhớ cái lộ trình để về Phật giới, nhưng mà khi mất thân rồi liệu có còn nhớ rõ cái lộ trình để về Phật giới nữa hay không? Bây giờ bởi vì tại làm sao mà ta bỏ mình tu tập, nghĩa là cố gắng giờ phút nào cũng muốn về Phật giới, đây là cái quyết định để mình về. Thì trong khi đó mình mất mình mệt mình thức dậy thì mình phải nhớ chắc chắn đó, bị nên luôn trong cái tâm thức mình là có nhớ là không quên cái này được đâu. Mà cái công đức nhiều quá thì ông Phật ông thấy nhiều mình, ông Phật ông đồng ý cho mình về. Nên nhớ là đừng có sợ. Là gì ở trong kinh Đức Phật có nói một cái câu này trong kinh mà gọi là trong Đường A Hàm có nói thế này: khi nào mà một người đó mà muốn về Phật giới giống như cái cây mà nó ngã hướng nào, khi nào chết từ cái cây nó sẽ ngã hướng đó, thì mình muốn về Phật giới thì đương nhiên mình thức dậy mình phải nhớ cái chuyện đó, không có nhớ gì khác. Mà tại sao bởi vì ta bảo mình phải thanh tịnh là để mình nhớ cái gì hoài, để nó đừng có xen vô, đừng có xen vô những cái thứ khác đó. Mình phải chú ý cái này nè, đã mình nhớ rồi thì mình vừa thức dậy chắc chắn là phải nhớ.
không có cách nào giống như bệnh định. Mình ngủ quên không, mình thức dậy mình nhớ một chuyện một sáng thôi, bữa trước này mình đừng có sợ cái chuyện này. Rồi thì hỏi tiếp đi. Của Phật tử Lương Thúy Hằng ở Biên Hòa hỏi câu thứ nhất gồm có 3 cái ý. Quy tắc sống nơi vật lý này con phải sống làm sao để khi mất thân con được một vị Phật dẫn về Phật giới. Còn khi sống nơi vật lý này đó, thì con phải làm sống làm sao để khi mất thân người con được một vị Phật dẫn về Phật giới. Thì trong cái bài tiêu chuẩn đó mình phải ham muốn về tạo công đức, bất cứ gì cũng ham muốn để về Phật giới. Đây là cái tiêu chuẩn để đầu tiêu, bởi vì công đức để về Phật giới nó có 3 cái. Một là ham muốn cần phải liệt, thứ hai là công đức thật nhiều, thứ ba phải một vị Phật dẫn đi tham rất nhiều. Mà đúng mình rơi thì có một qua tiêu là chắc chắn đó, còn mình rơi mà không qua tiêu thì chắc chắn đi tiếp ở trời đây là không cách nào thoát ra được hết. Bởi vì khi mình rơi mà có qua tiêu là chắc chắn mới là 10% thôi, thành ra phải thử. Mà nếu mà mình mà có công đức là nhiều thì chắc chắn là không có giả nổi đâu, trừ trường hợp mà chắc chờ thì nó mới giả. Cái này là cái tiêu chuẩn để về Phật giới có 3 phần. Một là ham muốn tự mới liệt, ngày nào cũng ham muốn, cái gì làm bất cứ gì cũng ham muốn, là cái đó là cái tiêu chuẩn đi liền. Thứ hai công đức, thứ ba là công thức tự về Phật, công thức này trong này nó có nằm cái quả tiêu của Phật dẫn về đó. Đó là 3 cái này, nếu mà giữ đúng 3 cái này là cách nào mà thọ đặt cạc được trên rồi. Rồi anh đi. Ý cái tiếp là công thức trở về Phật giới và con đường về Phật giới khác nhau như thế nào? Cái con đường đó là cái con đường rơi, còn công đức trở về Phật giới là mình tạo cái công đức là cho người khác giúp. Người ta ta hiểu tôi sai cái này nè, làm ta bố thí gì đó, ta tưởng đâu là tạo cái con đường, không phải bố thí để tạo phước đức và công đức. Còn con đường trở về Phật giới thì nó nằm ở trong cái dạng mà ông thành quản lý á, nếu mà nhìn thấy mình là có phước thì ông đẩy mình ra lên quăng lên cái cọc cái vùng nào đó. Còn nếu mà công đức mà nhiều là ông không lại là cũng cho mình rơi tự do. Khi mà rơi tự do rồi, bởi vì khi mà Phật đến xuất hiện thì ông thành ông lại gần được. Là đây là cái giao kết, là giao kết giữa khi mà ông Phật nói là khi là cái người mà tôi gửi vô đó mà nếu có công đức nhiều tu sẽ dẫn về. Vì thế mà tại sao cái tiểu Phật gia thì tâm đó là kêu bằng bảy tánh, cái tánh cái Phật đó kêu thực Phật phải thâu cái tánh thì dẫn về. Còn trước vô như thế nào bây giờ cái vị này phải thâu về, chứ không phải mà muốn về cũng dẫn về đâu. Nó phải có cái quy tắc đó, mà chỉ có thiền tâm mới nói cái này thôi. Còn tại sao mà các cái thông một cách ta không nói gì, ta đâu có nghe được cái chuyện mà giải thoát đây. Bởi vì mình kinh nghiệm chỗ này nè, tất cả các vị đi giả đạo không vị nào giảm giải thoát, không vị nào giảm cái chuyện này, mà không vị giả nào vì giải giác ngộ. Hai chữ này mấy thầy giả ông sợ, ông không dám nói, ông dám rờ cái hai cái giác ngộ và giải thoát này. Mà cái này nó thật ra là chỉ có thiền tâm độc quyền hai chữ này, ngoài ra tất cả không ai dám độc quyền cái này. Mà ta chỉ nói là cái mà tu hành giải thoát rồi, nó nói cái chức mồ nếu tu hành giải thoát rồi, để ý là quý vị giảng á, giảng là cái mà muốn giải thoát là tu hành giải thoát, chứ không mà ông nói là có nói chuyện mơ hồ, không có căn cứ nào đâu. Thì hỏi tiếp đi. Cái công thức trở về Phật giới có phụ thuộc hoàn toàn vào lúc mình còn đang sống hay không? Công thức là nói thế này, công thức là tạo, nó có 3 cái điều kiện này. Mình phải có công đức, rồi phải biết được về Phật giới, đó là cái công thức của nó. Còn bây giờ nữa đó, chỉ là tưởng tôi làm phước này nhiều để trở về, không có chuyện đó đâu, tại vì không hiểu. Bởi vì
Bởi vì nói là trong Bát Chánh Đạo, đa số tôi thấy người ta giảng về Bát Chánh Đạo hoàn toàn sai hết. Bát Chánh Đạo là 8 con đường đi, gọi là 98 con đường chánh để đi. Đi đâu? 7 con đường đi ở trong luân hồi và một con đường về Phật giới, đường nào cũng chánh hết. Có nghĩa là về nước Cực Lạc anh cũng có con đường chánh anh đi, đi về nước Cực Lạc chứ không phải anh nói. Thành ra trong cái các thầy mà giảng đó là Bát Chánh Đạo là về Phật giới, nó sai hoàn toàn. Bát Chánh Đạo chỉ có một con đường về thôi, còn 7 con đường đi lúc đảo luân hồi và con đường làm thực vật, đó là 7 con đường mà Thiền Tông nói này đó. Chứ đừng có nói là Bát Chánh Đạo mà cái đường đạo về cái còn lâu. Bây giờ anh làm thành, anh được, anh làm đúng, anh cũng vô làm thành được mà một đường phải là con đường chánh vào làm thành, hoặc là chánh con đường vô quả trời Thượng Đế Ngọc Hoàng hay là A Di Đà, nó đúng một cục 8 con đường chánh để đi. Nhưng mà tại sao về ta nói là lục đạo luân hồi kìa? Vì lục đạo luân hồi nó trừ cái thực vật ra, thực vật chỉ có Thiền Tông mới dám nói. Vì Thiền Tông mới phân tích được mới dám nói cái đường số 7. Mà con đường thứ 8 là con đường nào? Con đường trở về Phật giới. Thiền Tông độc quyền nói con đường này luôn. Nó phải hiểu nguyên tắc này. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2. Một người có nhiều công đức khi còn đang sống, làm sao để kiểm chứng được? Phải nói là tự mình biết chứ, mình giúp được bao nhiêu người tự biết. Mình giúp bao nhiêu người hết khổ, bao nhiêu phúc đức, giúp bao nhiêu người giải thoát, biết cái tự mình thôi. Chứ bây giờ mình nói là trong số bây giờ tu Thiền Tông nè, tôi đem 100 quyển sách tôi cho, là cho con người nào là cảm ơn mình được trăm quyển sách để chửi hết chín chục lần sao có công đức. Thế mình phải hiểu cái chỗ này, cái đó là do mình chứ không có nói được. Còn bây giờ mà khi mà sắp chết á, cái người đó có sợ chết không? Con người không sợ chết mà hỏi biết con đường đi, con người biết đường đi thì tắt chắn giải thoát được. Còn nếu mà sắp chết mà không biết đường đi là nói được, nó mơ hồ thôi, hỏi cái gì không mới tắt về một chớ nữa. Có trường hợp nào mà trung ấm thân bị rơi xéo hay không? Người có công đức nhiều cũng bị rơi xéo hay không? Rơi xéo mà không thấy được. Cái bây giờ thế này là khi mình mất á thì cái trung ấm thân nó sẽ hiện ra cái gì trong đó, lửa phước đức mà lửa ác đức thì cái này mới đầu kéo, hoặc là lửa phước đức lửa công đức nó mới kéo. Đôi khi dàn co mà dàn co, nhưng mà quyết định là cho con người, cái người đó muốn đi đâu thì vị thần sẽ chiều đó. Còn nếu mà vị thần không chiều nạt ông thần, đó dùng cái câu đàm cái thuật biết tự thiền đó thì tự mình đi. Bởi vì cái kéo này là cái gì? Kéo là ông thần là phân định à, cái này đúng hữu quốc dương mà cái kia là hướng âm, nó không về vô trả như vậy cho tôi không được. Tiểu thần cũng một bó tay bằng là gọi là ông đã đứng là ông trọng tài thôi, còn đâu còn phải đi đâu thì cho mình đó, mình phải dùng nguồn nhất từ tiền để đẩy cái này. Rồi mới hỏi đi. Điểm sáng của một vị Phật dẫn mình về Phật giới và của một vị thần khác nhau chỗ nào? Thì nói ra là nó sáng mà sáng trưng mà nó vàng sáng trưng đó. Còn nếu trong đó có hiện thì đây là tôi nói là tôi nhắc cho nhiều người này. Cứ nhìn thấy cái ông thật này, ông Phật kia hoài, đừng có nghe được cái gì khoe đó. Tôi thấy cho bây giờ nó thể cái Thiền Tông này là mấy chục người đi khoe cái chuyện này. Đã thì kêu gan bảo rồi kể nó cái chuyện dễ hết đi, cái chuyện thế gian đủ xài nữa. Chứ mà là Phật mà không thèm làm, thế gian này làm gì có chỉ là Phật đó này. Thế gian này muốn làm Phật cái gì Phật giới, còn muốn làm ở đây để làm thần thôi. Chứ không có ai nữa. Tất cả những gì ở trong thế gian này mình nhìn thấy được là do thần. Mình phải chú ý chỗ này, tu Thiền Tông phải nói nó cho rõ này. Chứ đừng có nói tu Thiền Tông mấy bữa tôi thấy này thấy gì quay trần thôi. Chứ kêu ca đó, cảnh cáo mình lên. Dẹp phát không có chạy gì nữa. Thiền Tông ra đời cái lo tạo công đức về. Thứ nhất,
Còn anh mà muốn ở lại để mà nối tiếp truyền tông, các chùa ra, các truyền tông khác ra, để dạy ta giúp là để ở lại theo mà, theo cái dòng thiền này. Mình muốn, muốn chẳng về thì tố cánh, dẹp hết không xài gì trong thế gian nữa. Không hơn thua gì từ đó, ai nói gì nói chạy ra. Còn nếu mà muốn ở lại thì bài ra đủ gì hết, muốn gì cơ. Đó, thì là ý theo ý mình muốn ở lại thì phải là gì. Còn nếu muốn về thì buông, đảm bảo là từ sau cùng mình buông, mặc dù buông, mà cứ ôm bài ra biết sao về được. Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi số 5. Khi mất cái tâm này rồi á, mà lúc giờ tỉnh dậy mà vẫn chưa rơi vào trung tâm vận hành luân hồi của trung tâm vận hành luân hồi, vậy thời gian cho phép nán lại ở cái đất này thông thường là bao lâu? Bây giờ tỉnh dậy thì có phương định gì à? Ông thầy cũng quản lý gì à? Ở trong dòng tộc, trong dòng anh còn lơ la 49 ngày được. Nếu ở trong dòng tộc còn ở lơ la tại đây được. Còn nếu làm thành ai lại móc vô vậy rồi làm nhà quỷ ông quăng mình vô á, rồi ông làm xuất sắc nên ông quăng mình vô đó. Còn địa ngục ông có quăng đâu, ông đạp mình cũng làm mình rớt luôn. Còn mà thực chất á lắm mình quăng vô được á, mình thấy hiểu cái chỗ này. Bởi vì tại sao trước khi chết mình thấy đường, mình thấy đường đi to là không phải chừng này, chắc chắn phải vô rồi chứ này. Còn cái vấn đề mà rơi ví dụ mà mình bắt đầu trung thân, mình thấy cái lượng mà mình mở ra khỏi trời trở trời nào đi kiểu là bốn phần năm nắng mình khỏi năm lý á, cái đó là nhiệm vụ không ở đây ông tạo muốn mà cái đó đó. Bây giờ thì đây là tôi có nhiệm vụ là tôi đẩy lên tôi quăng lên giống như mà tụi các nước nó phóng qua thì muốn phóng vô cái hành tinh nào thì nó căng vào cái hành tinh đó nó phóng. Còn ông thầy cũng vậy nè, thấy rõ ràng anh vô đức tự lạc anh, rồi tôi quăng anh vô đó con chuyện mà, anh ở lâu ở bao là chuyện mà tôi biết, vô đó là vô trên đó, vô cái nghiệp phước của mình, bao nhiêu ngày, 10.000 năm mà mới ở có 1.000 năm hết phước rồi tôi về, đó là cái nguyên tắc là cái đó là do cái định lượng nhân quả của mình tạo ra, chứ mình không có thà không can thiệp cái gì đâu. Cái nguyên tắc và cái công thức để nắm rõ cái tập quyền ký, quy tắc và cái công thức để nắm rõ tập quyền ký. Đọc hết mượn sách biết đi thì cái hỏi này nó thưa, nó sai. Nó rõ gì ta đã nói mình đó là ở trái đất nhân quả này nó sản sinh ra một là phước đức dương, hai phước đức âm, ba ác đức. Còn cái là không tạo ra thì ở trong trường tập hoài. Còn cái công đức thì phải đợi quyền ký một vị Phật ra đời nói cái chuyện này thì mới có nói chuyện cái công đức được. Vì thế mà vua Lưu Tổ Đế đó, mấy ngàn năm mà mấy ngàn năm Đức Phật nghe nhà cái bà họ cũng chưa có hiểu cái công đức gì ở các cái chùa quá trình. Các năm 70 cái chùa rồi hỏi gì rồi ông nói con phước đức tự ông nói không ai hiểu, tại không có hiểu. Vào đây đi thiền tâm bây giờ là trước mắt lắm cái căn bản tạo công đức như thế nào, phước đức âm, phước đức dương như thế nào, thiền tâm đã nói rất rõ ràng, không có sai gì chút nào hết. Thành mình căn cứ vào đó mình mới định phận mình làm mình đi đâu. Giờ tối ngày cái ai là Phật mà hiểu vậy thì giải thoát sao? Anh ham muốn lên A Di Đà bây giờ người giải thoát là ở A Di Đà đâu mà được đó. Về Phật giới là phải rơi A Di Đà phải giảng sanh đi lên bay lên để nước thượng đế để bay lên cái chồng. Bởi vì tại sao cái tam giới được phục định rõ ràng bốn đồng nội và một cột và bảo vệ, nó phải coi cái này. Bởi vì thiền tâm nó ra là nó chỉ từng chi tiết một cho người ta biết. Muốn tu theo đạo Phật là phải tu từng chi tiết một. Cái câu đó gọi là gì? Giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Con người mình là sanh như thế nào, chết như thế nào, thân con người mình là cái gì, tánh con người mình là cái gì. Thiền tâm đã nói rất rõ.
chịu khó đọc trong mấy quyển sách chứ bây giờ không có còn cái gì. Còn nếu mà tôi nói là cái thiền tâm này ra bởi vì tại sao cho người ta hỏi tự do là vì nó nắm được cái căn bản của nguyên tắc vật lý nhân duyên luân hồi nhân quả, thành nó mới dám cho người ta nói cái hỏi này. Còn nếu mà nó không nắm được cái câu này thì tôi mong ra thì tôi mong cho người ta hỏi nó thành ra cái gì là giống như là thiền tâm giống như là một người tốt nghiệp đạo đại học, tốt nghiệp đạo Phật hiểu quá. Còn nếu mà tu ví dụ tạm như tiểu thừa tạm chi tiết tốt nghiệp có ba tiểu thừa thôi, trung thừa đại thừa niệm Phật niệm chú mỗi cái là một giới. Còn bây giờ thiền tâm nó trùng nó mới dám cho hỏi cái câu này. Chào bác sĩ. Một người mà có công đức bị bôi đen rồi đó, có dễ bị các vị thần che mắt và bị đột ngột chết vì tai nạn hay không? Một người có công đức bị bôi đen rồi đó, có bị mấy ông thần che mắt để bị đột ngột chết vì tai nạn hay không? Cái công đức bôi đen có nghĩa là đâu có sáng thì kể gì mà không có, nhưng mà Phật biết thôi. Nhưng mà biết không không chẳng thì về được này, về này nó bị chấp ngã nó bị đau rồi. Ở này về mà cái câu bảy tiết hết tình đâu ông Phật không được hưởng lợi về nè. Nếu vô ngang rồi thì không được, bây giờ tôi khuyên tạo công đức đừng có chấp ngã. Chấp ngã thì coi chừng cái gì không có luôn, giống như tiền nó đâu có, trong túi có, nhưng mà nên sơn ngang đó người ta không biết ấy, đó là cái gì. Tôi tưởng từ đấy ai xài đó là gì. Người có công đức bị bôi đen rồi á, thường thường xuất hiện cái cảm giác gì? Công đức à, bây giờ thì giống như bình thường, nhưng mà tôi nói là những người bị công đức á thì nhìn người ta biết liền, ưa nói ưa chặt ưa nói gì đủ chuyện á, dám đi xin luôn á, dám đi xin là thầm thắm này như luôn á. Nếu có công đức nhưng mà người nào ưa đi xin này xin kia là rồi nó chưa có ai hết rồi, không có về nổi đâu. Tôi hiểu cái chỗ này. Bây giờ tại vì nói ra thì có nhiều khi đụng chạm. Bây giờ trước khi cái này tôi đã nói rất lâu, tôi nói dòng vô, dòng qua, dòng lại thôi, tôi không dám nói thẳng vô. Nhưng mà sẽ có một ngày nào tôi chủng quá thành ra, tôi nói hết bất cứ ai. Bất cứ ai bị cái nào, phải nào, ai đó, tôi nói hết nha. Đó là tôi nói từ trước, tôi nghĩ là tôi nói thẳng ra mặt tôi. Bởi vì thiền tâm nó không còn dài nữa. Bây giờ khi mà con bố vị trí đó rồi thì trong vòng 1 năm phải là chuẩn quá hết. Mà hôm trước 6 tháng là chuẩn 1 lần, rồi chuẩn bị đúng 1 năm ta sẽ chuẩn lại. Mà chu kỳ của nó không có quá 3 năm mà phải chuẩn cho xong cái này. Rồi xong không có nói nữa. Rồi tiếp cái bắt đầu thế hệ sau không nói gì nói. Chứ còn mấy người là thế hệ đầu không được quyền nói nữa thì cũng báo cho biết vậy. Đừng có ham đó là tu theo thiền tâm, tôi thấy này thế kia, rồi chứ từ này đừng có ham cái chuyện đó. Một bởi vì 10.000 năm có ra một lần mà ra có mấy tháng mà mình không chịu đo, mình từ đầu đó mà mình cứ đi khoe này khoe kia. Thôi hỏi đi đi. Dạ, câu hỏi số 8. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm số 12 á, phẩm Đề Bà Đạt Đa có nói: vào thời hạ pháp ở tại đất rồng sẽ có một long nữ dạy thành Phật. Theo con nghĩ trong kinh nói chưa có chuẩn thì phải, vì con không thấy một người nữ nào dạy thành Phật cả. Đến bây giờ con chỉ thấy có người nam dạy thành Phật mà thôi. Vậy theo con hiểu, lẽ ra trong Diệu Pháp Thiên Hoa phải nói là vào thời hạ pháp, khi nào con của người nữ ở nước đồng nhận được tập quyền khí sẽ dạy thành Phật thì mới chuẩn. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Xin vị chủ giải đáp giúp con. Long nữ dạy thành Phật là người nữ ở nước đồng dạy thành Phật, chứ sự thật bà Thảo đã dạy nhưng mà dạy không được. Dạy cũng là 6 tháng rồi không ai nghe, rồi bắt đầu có một cái chuyện đi. Nhưng mà bả bị thì nó đúng cái lần đầu không chịu đọc hết cái quyền kinh này, cũng nôn nóng đi ra dạy người ta không được. Và phải là đọc hết là phải đến mạt thượng pháp mới được công bố ra ngoài nước. Lần nữa nhận được cái này là mới đọc thượng mạt pháp thôi, đúng 2.500 năm là đúng như thật. Là cái mạt pháp mà muốn thượng
thượng pháp phải là 50 năm sau mới trở về, bởi vì từ mạt pháp cho đến mà mạt hạ mạt pháp nó chia ra 5 thời kỳ đó, cách 100 năm nó một đời, thành ra phải đến từ mạt thượng pháp. Vì thế mà Lâm Lữ về sau mới viết lại cái câu đến đời Minh Triết mới xây chùa Tiền, mới xây được cái này. Khởi đầu tuy có đảo phiền, nhiều người muốn phá cái phiền mà chi. Thì sau này Lâm Lữ mới hiểu được cái câu này, mới nói là thôi được, đã lại đi, đã đến đời Minh Triết rồi, thì mới phổ biến cái này ra được. Thì hồi đó biết ai đến đời Minh Triết là đời nào ai có biết. Nhưng mà khi mà 2550 năm, nhận được là 2550 năm, sau 50 năm sau bắt đầu cái quyền ký bắt đầu được nói phổ biến ra. Rồi mà đúng là 2561 năm mới bắt đầu công bố quyền ký ra. Thì vì thế thì cái này nói cũng đúng như vậy không? Nhưng mà có nhiều khi hồi xưa Lâm Lữ nhận được thì cũng thích lắm, thích đi nói này nói kia, nhưng mà mới nghe thì sao mà mới đọc tới được tôi thì mới hiểu được cái câu này. Thì mới đợi thì là Lâm Lữ mới làm cái câu thơ 24 câu qua thiền ở tại Linh Sơn, thầy đã nhận được quý hơn ngọc vàng, quê hương chưa được bình an, thiền tâm chưa được mở mang nơi này. Nó biết tới đó mà nó chưa được. Được các con ghi nhớ lời thầy, Giang Sơn nói lại nơi đây một thiện. Nó thì từ từ mới hiểu được cái này. Cái sự thật mới Lâm Lữ nhận thì cũng xấu thắng lắm, nói bị chửi. Rồi mà bây giờ mình mà nói ra thì bây giờ công bố ra thì bây giờ nó thật ra trên mạng nó chửi đầy rồi. Nó là 400 bờ bờ kết bè hạnh lập để phá cái chùa này. Nhưng mà nên nhớ một điều, thì quý vị cũng may mắn nhận được cái này thì cố gắng học. Khi mà nó phá được cái chùa này thì nhà nước cũng đóng cửa, đóng chân để nó dám cài. Thì nên nhớ, thì nữa âm thầm mà tu được tự động ấy. Nên nhớ rằng cái gì cũng vậy, mình làm lợi cho mình, lợi một mà hại mười không được. Mà bây giờ cái thiền tâm này ra đời, lợi một mà hại một triệu luôn. Nên nhớ này, khó, cái thiền tâm nó khó bền vững lắm. Đó cho đi, hỏi thế đi. Câu hỏi này là của Dương Đức Ký ở Hà Nội. Dạ, tiếp theo là xin mời anh Nguyễn Thành Nhân. Anh có xin là hỏi trực tiếp ạ. À? Anh biết anh Nhân có đây không ạ? Ừ, dành mặt kính thưa viện chủ, những gì quan khách có mặt trong buổi lễ tiếp đón hôm nay. Tên là Phạm Thành Nhân, đến từ phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay tôi xin đến đây thì tôi có muốn có cái câu hỏi để viện chủ như sau. Hôm trước tôi có viên đạo tòa trang web Vườn Hoa Phật Giáo Cát Tôn, Phật Giáo Việt Nam cho VN của đề xuất Kim Phận. Tôi có đọc nội dung bài viết, trong bài viết có đề cập rất nhiều vấn đề liên quan đến chùa Thiền Tông Tân Diệu và đài truyền hình VTV. Sau đây tôi xin dẫn chấp dẫn một bài ý chính trong bài viết của tác giả Chí Ngôn như sau. Chúng sinh bị chủ giải thích cho thật thỏa đáng, đừng trả lời mò mò cho những người khác tôi buồn vào bỏ hộp như những người mê tín khác được làm. Tôi xin cảm ơn. Ý thứ nhất, trong bài viết tác giả Chí Ngôn có nói VTV có trách nhiệm vì kiếm tay cho chùa Thiền Tông Tân Diệu phá hoại trái pháp. Xin bị chủ giải thích cho tôi ý thứ nhất. Nếu mà nói VTV mà phá chánh pháp là không được, là vì VTV đã vô đây phỏng vấn tôi 2 lần. Người ta thấy là cái thiền tông này là nó rất lạ, người ta mới tìm đến đây ta phỏng vấn.
hiểu biết là ta thấy như thế nào, ta đi đưa trên mạng cái chuyện của VTV chứ tôi làm sao biết. Nhưng mà nếu mà nói tôi phá là không đúng, mà nếu người nào nói người tôi chùa thì tôi sẽ chịu phá đầu Phật. Tôi mời đến đây và tôi đài thọ tất cả tiền cứ đi về tới đây, nếu mà một người thôi, còn nếu mà tổ chức đông người tôi cũng vẫn mời đến đây và tôi đài thọ hết. Nhưng mà còn cái tiền mà gọi là mời luật sư hay là mời tôn chứng viên phải chịu, mời chính quyền các dương phải chịu, tôi chỉ bao tiền xe từ ở Sài Gòn lên đây thôi. À, nếu nó phá thì cái lời đâu chắc. Tôi phổ biến thiền tâm này, tôi nói phải có bài bản đầu và trước khi tôi viết ra, tôi cái công bố cái tập huyền ký này á, là tôi viết 10 chính quyển sách, tôi viết tương tự về cái pháp môn này. Khi nào tôi bắt đầu tôi chuẩn bị công bố huyền ký ra đó, tôi xin hai nhà xuất bản tôn giáo và những xã Hồng Đức của Hồng Đường Giai Việt Nam, hai nhà xuất bản cho phép tôi xuất bản trên 20.000 quyển, tôi cho không, tôi không lấy một đồng nào trong cái này. Mà trước khi cái ngày công bố quyền ký, tôi sẽ chính quyền ở tỉnh cho phép đem về từ từ đem về tới xã cho công bố ra. Cái ngày đó tôi nói thật, ở cơ quan tỉnh cũng lên rất đông, quyền cũng lên rất đông, kể giáo hội cũng vậy, thì làm sao tôi phá? Nếu mà tôi phá đó, thì luật pháp đâu có cho tôi làm cái chuyện này, nhà xuất bản đâu có cho tôi xuất bản cái này. Mà bây giờ tôi nói cái nhà xuất bản, cái sách xuất bản tôi phải xin có một tháng để cho 7 tháng rồi, ta ghi cuốn này, khi ta đồng ý nó mới cho được. Đó rồi tôi mới bắt đầu xin phép công bố cái này ra. Cái này làm sao mà nói tôi phá được? Mà tôi nói bằng căn cứ nào mà? Còn nếu ai nó không đồng ý cái quyền ký này thì cứ mời đó, hoặc là đi đâu cũng được, mời để đưa về đâu. Mà mời lên đến đó đến là phải có luật sư là chứ không phải nha, hai người trải qua cái là được. Nó bằng khoa học, nó bằng thực tế. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi gì? Dạ, tôi xin chức ký thứ hai như sau. Tính tác giả, tác giả chỉ muốn có biết Nguyễn Nhân là một Phật tử tự phong là viện chủ như nhiều thiền sư tự xưng khác, đem ra sức nguyện đạo kinh điển, bóp méo lời Phật dạy và bắt hoại đạo Phật chân chính, kiểu che đầu dê bắt chó thì xin viện chủ giải thích tí hàng. Thế đó là chí ngu mà chí ngu nói ra. Tôi nói thật ra bây giờ tại vì những cái người mà viết cái này ở thiên ngôn họ không hiểu văn hóa Việt Nam, tôi cắt cái chùa ra thì tôi là chủ chùa, mà chùa này tôi có giấy phép của từ tỉnh cho phép tôi xây dựng chứ không phải tôi xây dựng ngang. Tôi xây dựng được thì người ta là bỏ tôi lên vậy là chủ chùa, mà nếu nói theo cái văn học thì là diễn chủ. Cái diễn chủ này nó không có cái giá trị gì đối với lại cái văn học hết á. Nhưng đối kêu mà có giá trị văn học á là anh phải là giảng sư thì mới đúng. Còn đây diễn chủ thì giống như mình nhờ lời chú nói con nghe này, ví dụ con cắt cái nhà thì con là chủ nhà thì người ta thì mấy người kia ta hỏi ta kêu con là gia chủ có giá trị gì không? Từ gia chủ với chủ nhà nó đâu có khác, mà nó đổi cái danh từ thôi. Còn cái diễn chủ và cái chủ chùa nó cũng vậy thôi, mà cái giá trị về đạo nó phải là giảng sư hoặc là tiến sĩ Phật học. Tôi nói xin lỗi, hòa thượng cũng chả có giá trị gì, chủ trì cũng chả, hòa thượng là gì, cái cán bộ ông dùng tu lâu thôi chứ ông không biết. Bây giờ nếu mà bởi vì hòa thượng mà tu lâu á mà nó tuyên bố tôi đã đạo thì mẹ ông đó mới đúng hòa thượng. Có nghĩa là tôi 20 năm thì tôi tôn ông lên là ngồi cao vậy thôi. Hòa thượng là cái ngồi cao nữa chứ sao, hoặc ngồi cao để điều hành tăng chúng vậy thôi, chứ đâu có giá trị gì trong đạo. Trong đạo Phật có giá trị nhất là giảng sư hoặc là tiến sĩ Phật học hoặc là cử nhân Phật học, nó mới có giá trị về cái phần dạy lời dạy của Đức Phật.
Còn cái gì ông nói cái này nó xin lỗi cho nên bây giờ đặt cái ngu là đúng rồi, thành ngu không ngu không bất luận. Tôi trả lời đúng trong chiều tâm.
không trả lời bên ngoài. Còn cái vấn đề cái này thì tại em chí ngu để ông bảo là tôi gì đó thì tôi phải nói cho nghe đó. Tại vì ông ai xui vào đặt cái sao sờ không đáp lễ thì đặt cái chí ngu không chịu mà đặt chí ngu thành nó nói chuyện ngu đó. Cái chuyện này đúng vậy không, tôi không có để ai, bởi vì nó hỏi tôi phải nói cho rõ. Đâu có hỏi tiếp về câu nào hỏi gì? À, tôi xin hỏi cái ý của bạn tác giả chí ngu có biết Nguyễn Dân căn cứ vào đâu mà nói rằng lời sáu trăm Bình Dương nên mới sinh ra một nguồn gốc của loài người sinh quyền chủ như thế kia chứ mà. Tôi không có căn cứ gì đâu, trong huyền kiến nó nói, trong huyền kiến nói thế này nè, cái tam giới điều hành bằng điện từ âm dương, trái đất bằng điện từ âm dương, nha. Con người cũng điều hành bằng điện từ âm dương. Bây giờ muốn biết con người có điện tự dương thôi, vô điện tâm đầu kẹt vô điện nó nhảy thế thiết liền. Tăng xong mình lên nhiều thì nó biết mình. Còn bây giờ ở trong vũ trụ mình muốn biết có điện tự dương chứ dễ ở. Trời xét đó là cái gì? Điện tự dương nó đụng nhau nó mới nổ. Ta gọi trời xét. Hồi xưa nó nói là học hoài là nó chỉ là vậy. Bây giờ này, bây giờ á, thành ra tại sao mà có sắp xếp là có điện tượng dương nó nhập đến nổ. Bây giờ thấy giống như hai dòng điện nó âm dương mình nói mình nhẹ nó nổ. Thì hãy về chứng minh bởi vì ông Phật đó là khi nào là người chứng minh được cái vấn đề mà vô hình thì quyền kiến mới được công bố rằng. Tôi nói cái câu chuyện đó nó liên quan đến điện tượng âm dương. Mấy vị ngày xưa đó ông Phật cũng hỏi vậy chứ là tại sao như Lai ngồi đây mà như Lai nói, ông nói chỉ có 10 thước nghe mà như Lai nói 100 thước nghe là không ai chứng minh. Ông bây giờ ta cái thuật sử dụng điện từ vật lý ở điện từ âm dương, ông nói cùng nữa thật, tôi nói tôi cũng tưởng được để Phật đó ta là toàn năng toàn giác mới làm được, còn ông không phải toàn năng giác làm sao sử dụng cái này được. Nhưng mà ở khi rồi người thông minh lên nói cái này ta mới nghe. Bây giờ này giống như cái video mình nói này nha, tại sao cái lo này kia thế, nó nhờ gì nó đầy chứ ngày xưa mà nói kiểu này nó chữ là phải rồi, nó điện cái gì bây giờ nó chứng minh được. Bây giờ Phật nói là thiền tông nó ra nó phải chứng minh, nó lời nói phải kèm theo chứng minh thì người ta mới tin. Mà bây giờ này kèm kiểu gì kéo mà mất quyền lợi nó kèm chữ hết đó thì đó là chứng minh về điện từ âm dương. Tôi xin hỏi thêm cái ý thứ ba là làm sao để chứng minh được cái nguồn gốc của loài người là do điện từ âm dương cuốn hút được. Ý kiến của tác giả chí ngu là muốn hỏi làm sao chứng minh được là cái điện từ âm dương cái nguồn gốc của loài người. Bây giờ cái phần này thì nói cái hơi sâu. Bây giờ bởi vì khoa học á, ngày xưa mình cứ nói là ông trời mà không biết ông trời làm đâu, nói chuyện trời hả ông trời thì ta tưởng tượng trời đứng trên mây nha. Nhưng giờ khoa học cũng bằng phải mai con thấy trời thì bây giờ ông chứng minh đó là trong cái tầng giới á, ai đi theo đạo Phật mà gọi là đi học sâu quá chứ hiểu con này. Đức Phật có nói là trái đất này năm loại cho mà ngũ thú tập cư, sáu loại xuất chung, nhưng mà ba loại thấy được sao, ba loại không thấy được. Ta thấy được là con người, động vật và thực vật, còn cái là thần ngã quỷ địa ngục không hề thấy. Bây giờ thành ra cái này nó mới gọi là cái thì chỉ có thiền tâm mới nói là ngũ cú tập cư mà ở trên cái đất này thôi. Cái hồi xưa nghe nó nói những cái hiện tượng ra ta nói là ai đã gặp hoàng thượng đế ông thánh nào chuyện mơ hồ không có đúng. Thế bây giờ sở dĩ mà chứng minh được là phải vô hình, thành ra cái thiền tâm mới ra được. Cái cõi vô hình là gì? Bây giờ mình nói mình ngồi ở đây cái sự thật á, hỏi cái cõi vô hình một biết, nhưng mà giờ khoa học chứng minh được trong này cái hình này là có hình của hình ảnh. Giờ ai rõ ra 10 cái TV của ở đây từng bấm 10 đài nó là có hình, nó rất có gì vậy, nói vậy ta mới hiểu. Thành ra cái đó là gì? Do điện từ âm dương nó trở tới, nó lưu hành ở trong này,
Hồi xưa bởi vì Đức Phật đó, ông sử dụng cái thuật gọi là điện từ âm dương để đẩy chứng đi. Không đau tin, ông đau Phật nó điên. Rồi bây giờ thì con người nói là bây giờ tôi nói đây tiếng đi xa là gì? Thuật điện từ âm dương nó mới đẩy đi. Đó là chứng minh cái chuyện đó. Còn tâm áo còn hệ thì tôi xin lỗi, tôi xin quay lại cái ý thứ hai là mình chưa có hiểu hết ý đó. Là tác giả nói là chùa thì tâm tinh địa là quỷ tạo cái điện bớt méo là Phật dạy và pháp hoài Phật giáo chân chính, xin chủ cái gì chứng minh được là có khác những lời mà nói là quỷ tạo cái gì? Cái này tôi nói đó là bây giờ cái tập quyền ký này khi để tôi nói đầu tiên đó là cái này là tôi nói thật ngày xưa đó, trong quyền ký Đức Phật có nói là đầu tiên lên tất cả ta viết ra bằng cái tiếng phạn. Tiếng phạn là gì? Để cho họ phạn, không họ phạn sử dụng bằng cái gì? Bằng tiếng ma đã đi là cho họ phạn, chỉ dùng sử dụng bằng tiếng ma đã đi. Cái đó là miền Bắc đó ta. Bây giờ những nếu ở vùng đó ta vẫn còn sử dụng một tiếng này. Thứ hai đến đời thuộc, thứ tư là ở U Ba Quốc Ra mới dịch sang bằng cái tiếng Bali. Đến tổ 12 Mã Minh mới dịch bằng tiếng sang tập những cái từ sang đít đó ha. Rồi tới cái tổ thứ 20-21 sử dụng bằng tiếng sang tri. Rồi tới tổ rồi tới cái tổ thứ 26 mà mấy thì dùng tiếng A Đà Ma. Rồi tới một đời Đà Ma này ông sư ông dịch từ A Đà Ma ông dịch sang cái tiếng Hán. Tiếng Hán là của người Trung Hoa mà dân tộc Hán. Lúc đó người Trung Hoa chia 6 nước Hán, Tần, Sở, rồi Hệ, Hoài, nó tới 6 nước. Nhưng mà ông sư dùng một tiếng Hán. Sau này ông Trần Nhân Tông ông mới chữ dịch ra tiếng Nôm. Rồi sau này ông Trần Nhân Tông mới dịch ra ở cái bà Út Trà đó, thì bà ông chí ông cái ông mình thật đó, ông mới dịch ra từ tiếng Nôm, tiếng Hán qua tiếng quốc ngữ hiện đại. Bây giờ nó tính, tôi tính là khoảng 7-8 cái dịch này. Và tôi đã nói thế này nè, khi mà ngày xưa đó trong ở ngay chỗ cái nhà hát lớn bây giờ là nhớ đó, nhà hát thành phố vậy đó, có phòng mở cái cuộc hội thảo về Phật giáo, trong đó tất cả các tôn giáo được tụ họp đó, tôi có dự cái bữa đó, tôi có phát biểu thế này, tôi nói là cái tiếng này dịch ra hoàn toàn chưa chắc đúng, người ta hỏi thế sao đúng, tôi nói ông bà mình nói là tam sao thất bộ chỉ 3 lần dịch cái sai rồi. Mà bây giờ tôi nói cái tổ sai nhất của chi vua Võ Tắc Thiên mà cho dịch cái cúng quyền ký này, ổng trên 600 quyển, 6 người, một người dịch 100 quyển. Bà Võ Tắc Thiên phối hợp lại với Đồng Bộ Nguyễn Đăng cho 6 người dịch, 6 cái đem là dịch để mà gom lại chặt ở bắt đầu đúng không nào thôi. Tại nước Trung Hoa chưa từ tiếng Hán mà cái lần tiếng Hán nó chát lại đó, tại vì tới cái quyển đó là nó đã mù rồi. Đồng Bộ Nguyễn Đăng đề nghị là chôn cái này để xin vua đầu tiên cung cấp giấy viết để mà xếp giác sáu trong quyển này. Vua Võ Tắc Thiên mới là đề cử 10 người đến trên cái này ra. Bởi vì thành ra về sau này là khi mà hội thảo khoa học ở đó đó, hồi trước á tôi có biết kiến tôi nói là cái quyền kiến để qua toàn xe đó. Nó hỏi thì sao mà biết là tôi nói tôi biết, tôi đọc tôi biết là vì cái lúc đó bà Quốc Trà có cho tôi sẵn rồi, ông mình đặt cho sẵn rồi tôi đọc tôi biết. Thầy mấy ông lợi ông họp cái cuộc khoa học này thì ông nói ra tôi thấy chặt lắm, nhưng mà tôi nói thôi bây giờ mình còn nhỏ, tôi chỉ có ý thôi. Tôi nói là cái này không có đúng đâu, muốn đúng á thì nên nhớ là tôi hỏi chứ họ trong cái đám đó hỏi chứ hồi đó biết có ai có cái bản đồ tâm giới hoàn toàn không ai có. Tôi nói không phải có bản đồ tâm giới, hỏi bản đồ giới sao? Lúc đó tôi đồng giáo trưng cái bài này ra, lúc đó tôi là được quyền đấy, nhưng mà tại vì từ buổi tôi chưa dám nói cái này ra. Thành ra bây giờ
nói cái gì cũng được. Bây giờ là tôi nói thật, bây giờ khi công bố nghị ký rồi, tất cả ai muốn thắc mắc cái này tôi mời nè, tôi mời ra đây, tôi mời ra đây là tôi đại thọ hết. Xe từ Sài Gòn đến đây được trở lại tôi đại thọ hết. Thì không có, bây giờ đừng có mong mà nói là nói chùa này phổ biến giả thì tôi không cần biết giả thì cứ mời em, chứ tôi đâu phải là tôi em một mình đâu, tôi cho em hỏi đâu. Thì mấy cái vị này nó thì cũng tốt hơn, nhưng mà nhớ là thiền ta không có tranh lượng, nhưng mà muốn tranh lượng ta sẽ chấp nhận. Thiền ta là không muốn hơn phương cái này, nhưng mà muốn thì cứ mời ta. Đó không phải thế gì. Dạ, tôi xin hỏi ý tư tác giả chí ngô cố ý vê tư vê mô thần đang cố ý chiếc tay cho kẻ vượng chốn thiền môn để quá hoại, để phá hoại chánh pháp. Xin vị chủ giải thích như thế này. Cái này nó đúng là VTV, cái tôi cũng xem vô rồi. Nhưng mà chí ngu mà dám nói cái này là VTV là cái gì? Là tiếng nói của quốc gia Việt Nam, chứ không phải nhỏ đâu. Đừng có vu khống cái kiểu này là chết đó. Bây giờ truyền hình đến đây rõ ràng nó phỏng vấn cái chùa, có chùa đàng hoàng dám để tu thành Phật, nó thấy lạ mới lên mới hỏi. Dám tu giải thoát mới không phải hỏi, rồi tại sao mà có cái gì mà dám hỏi này. Tôi nói tôi nắm được tạc quyền ký của Đức Phật truyền thế đồng truyền tâm. Đức Phật bảo tôi phải nói ra cái gì cho ai hỏi hết phải nói ra sự thật. Đây là bậc thiền tâm gọi là bậc sự thật, chứ không phải nói mơ hồ. Thiền tâm không nói mơ hồ. Vì thế mà VTV lần thứ nhất lên, lần thứ hai thấy lạ trở về, đến lần thứ hai đâu phải một lần đó. Mà nói cái mà dung phóng như vậy là cái chuyện này nếu mà trường hợp mà VTV nó kéo ra tòa án thì anh Chí Ngô này đã tù một đường xương luôn á. Nó là chúng ta nhỏ đâu, nó ngang lên này, anh lấy ông lên mời Chí Ngô bây giờ này, còn tất cả thu âm lại mời Chí Ngô đến đây kể tất thầy Chí Ngô luôn, chứ không phải một mình đâu. Mà muốn mời bao nhiêu cũng được, 100 người cũng được đến đây, tôi sẽ tiếp đàng hoàng đó. Tôi thật tình là tôi nói là mời Chí Ngô hành trì được, Chí Ngô là chùa nào vậy? Còn có ơn biết cái chùa không? Nếu mà Chí Ngô mày được thôi phải mời, không phải có địa chỉ. Còn nếu có chùa còn tôi báo thì mời cái chùa, mời cái chùa nào mà nuôi Chí Ngô để lại đây.
Rồi nếu mà chuyên đề học chính quân có nói gì thì con có nói được không? Dạ, tôi xin gửi thông ký thứ năm. Tác giả chí vụ có nhấn mạnh chỗ này. Nhà xuất bản tôn giáo kiểm duyệt nội dung qua lo và thiếu chuyên môn, vô tình tự hạ thấp uy tín của mình khi cho ra đời tác phẩm quái thai. Và đây nói với chuyện đông tôi chịu được. Cái này đó là chí vụ cũng là vụ khống người nhà xuất bản tôn giáo. Ta tôi nói là nhà xuất bản tôn giáo kiểm cái này bảy tháng trời, làm sao mà qua lo được? Kiểm 7 tháng trời mới cho ra cái này. Nó nhà xuất bản tôn giáo mà kiểm 7 tháng là tao quên rồi. Có mấy trăm đàn, có mấy người trăm đàn giấy kiểm 7 tháng trời. Cũng điện tới những nơi hỏi tôi này kia, tôi đã lời thủ lý. Sau cùng tôi còn giấy giấy, tôi còn nhớ với cái tôi còn cam kết. Tất cả những gì mà nếu tôi nói không đúng, tôi chịu tội trước pháp luật. Tôi chứ còn muốn nghe tôi cái tội nghe tôi tội gì cũng được, tôi dám nói tôi có cam kết gì đấy. Nó thì giờ mời cái ưu đi hỏi, đừng có nói nhà xuất bản tôn giáo vậy. Nhà xuất bản tôn giáo ở đây là cái văn học của quốc gia về tôn giáo chứ không phải nhỏ. Nếu mình biết thì nói biết thì thôi, bài đào đầu ở trong góc mà cứ la lên muốn ra ra bài ánh sáng nè. Bây giờ ở đây người ta cho hỏi tự do nè. Còn nếu mà cái chùa nào mà không giỏi á thì hoặc ông học ông sư phụ nào kêu sư phụ đến đây. Đâu còn gì nữa hỏi thì cái thứ năm thì nó như vậy thôi, nó cái thứ sáu là vậy rồi. Tác giả cái cô viết thì tâm tâm diệu nên chính thức xin lỗi với hội Phật giáo Việt Nam, cộng đồng Phật giáo trong và ngoài nước, quý độc giả nhân dân dưới sự tham dự của thượng tọa Thích Vũ Chánh, thượng tọa Thích Thông Phương và thượng tọa Thích Nhân Từ. Xin tổ chủ ra nhiều ý kiến nhiều vấn đề này. Nếu anh nếu tôi xin lỗi giáo hội rồi ông thượng tọa Thích gì Thông Phương, Thông Vũ Chánh rồi gì đó Thích Nhân Từ thì nói đúng ra ông Thông Phương Vũ Chánh thì chưa có đụng, nhưng mà ông Thích Nhân Từ có đụng rồi. Ổng nói đó là người ta hỏi ổng chứ nếu muốn thành Phật phải đem đến Phật phải tu tôi đó, vậy ổng buồn rồi đấy. Đến Phật của mình nên tu tôi cái gì? Tôi đã từng viết cái thơ tôi gửi nhà Từ bảo đảm trong 30 ngày phải trả lời cho ổng mà ổng trả lời tôi đưa lên mạng tôi đưa xấu hổ. Một tiến sĩ Phật mà không thể đi ra ngoài nước ngoài giảng mình mới đem Phật đi đến Phật cho tu, ổng có buồn nè. Đến Phật của mình là với tu. Còn tôi chưa gặp ông Thông Phương, ông Vũ Chánh tôi chưa gặp, nhưng mà mời tới. Tôi hỏi kiến chỗ này, thí dụ bây giờ ông Thích Nhân Từ có nói như vậy thì nó là chuyện nhân quả không? Tại sao được thiền tông cái diệu để xem về cái vấn đề đó? Tôi hỏi thôi. Nhân quả tôi không biết, nhưng mà con thần quản lý nhé. Tôi nói thật nha, một người tu mà không hiểu cái này đi lừa gạt người ta thì trong quyển sách số 7 số mấy tôi có nói là đi làm thực vật không có nhân quả gì là đây. Cái là nguyên tắc vật lý nó phải vô cho nó thôi, chứ không có nhân quả tôi thì tôi không biết cái nhân quả gì. Nhưng mà cái người mà không biết giác ngộ giải thoát là gì đi giảng người ta thì chắc chắn đi làm thực vật để trả quả báo, gọi là qua nắm á, một cái nắm cho ta ăn vậy nào mà đủ số tiền á, đủ cái số tiền mà ta cúng cho mình á, rồi mới trả lời thằng người nữa. Thì nên nhớ rằng ông phải nắm có 500 mà ông ảo ăn tao mấy tỷ nhận tính đi đến thời gian bao nhiêu. Tôi không biết cái đó là nguyên tắc nhân quả vật lý. Một cái nắm giờ tôi cho 1.000 đi dễ tính đi, ông đừng lừa người ta 1 tỷ là sao, tính bao nhiêu bên tay nắm rồi thời gian bao lâu. Sao mà chủ biết là ông Thích Nhân Từ không phải là người giác ngộ, mà sao ông dạng cái chắc pháp mà không đúng? Xin chủ giải thích cho mình. Nếu giác ngộ thì giảng nếu đúng. Còn người ta, ông giảng ông nói là muốn thành Phật thì phải đem hết Phật ra tu. Kiến tánh Tổ Bồ Đề Đạt Ma, bữa ông chú, cái vị nào hỏi tôi đó, hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là kiến tánh thành Phật. Còn ông Tổ, ông Thích Nhân Từ ông nói là kiến tánh khởi tu, có nghĩa là kiến tánh đem cái Phật tánh ra tu. Cái nói này rõ rồi. Tiến
sĩ giỏi rồi. Một tiến sĩ đâu có nói cái chuyện gì được. Cái chuyện này là để cái người thông hiểu á. Chứ một người mà đi đây đi đó giả mà chí tính khởi tu lại thì giỏi chắc chắn 100% rồi. Là để làm sao? Rồi bây giờ có tên anh ông này là tên muốn hạ thì dễ rồi, tại sao mà ông không phương muốn lên đây thì lên, có địa chỉ rõ ràng. Tôi có gửi là em nào mà con đang quản trị tiếp, tôi ghi số điện thoại nè, cứ mời lên đây. Còn ông Vũ Chánh thì tập để cái sư phụ luôn, nó luôn không cần đây, chỉ có mời lên đây. Ở tôi kia là con người thật, việc thật, có chùa thật, chứ không phải là nó mơ hồ. Nếu tôi không đúng thì nên mời. Còn vấn đề mà tôi có trả lời là nếu mà giáo hội kiểm tra tôi thì tôi mời. Chính quyền mời, chính quyền lại. Em tôi mời hết là chứ không phải tôi mời. Tôi làm sai, của ông còn về cái chùa này. Em chỉ được nói thôi. Chứ còn nếu mà nó ngồi ở ngoài mà cái kiểu đó, tôi nói là đừng có lợi dụng cái đạo Phật đi kiếm tiền. Muốn kiếm tiền, anh học cái nghề gì á, anh ra kiếm tiền, nó không có nhân quả gì đâu á. Còn anh lợi dụng cái đạo, con là đạo giác ngộ giải thoát. Anh không biết anh lợi dụng cái này để anh coi trừ nhân quả rất nặng. Nói cho biết, nhắn đi, nhắn đồng chí ngu này nè, nhắn đồng chí ngu này nè, nó không biết thì nó không biết gì thôi. Ông đừng có chơi nhân quả, đó là anh có thích nhân quả này. Rồi cô có hỏi đi, có gì cứ hỏi đi. Rồi tôi xin nhận diện qua cái ý hỏi. Tác giả như cô có biết trong cái bài đó là vị chủ hiện nhân đây đang đàn tiếng Pháp công đức hết thể như tôn giáo Phật. Trong đó có là hội Thích Thanh Từ thì xin vị chủ dẫn cái vấn đề đó về cái lời nói. Tôi nói là đang đàn tiếng Pháp này, bởi vì cái ngu mới nói là vậy mà. Tôi có tiếng Pháp gì đâu. Tôi viết sách ra, tôi công bố quyền nghĩ ra, ai không biết tôi cũng trả lời, chứ không phải thuyết pháp. Thuyết pháp là khác. Thuyết pháp là tôi ngồi, tôi nói thao thao bất tuyệt là tôi thuyết pháp. Còn giờ tới đây kia chưa giờ tới lại cho hỏi tôi trả lời, chứ tôi có thuyết pháp gì đâu. Hỏi là tôi viết quyền nghĩ ra, thắc mắc gì đâu quyền nghĩ, hỏi tôi nói ra rằng tôi là người một soạn giả viết cái tập này ra, thì tôi có bổn phận là tôi đáp ứng lại cho bất cứ ai hỏi trong cái quyền ký này. Nhưng mà tôi nên nhớ rằng tôi có xin phép đàng hoàng, nhà nước cho tôi trả lời, giấy phép vẫn còn đàng hoàng như vậy mất nha. Còn ai tôi nói là cho tôi nhắn đó, đừng có đứng ở ngoài mà nói muốn về trong chùa này, về tới đây về luôn khỏi cần đấy. Mời chính quyền đến đây, mời kêu bằng luân pháp đến đây về cái chùa này tôi quan nghi. Chứ không phải tôi nói ra tôi chạy trốn đâu. Họ còn gì nữa thì không có phải chứ. Cũng hỏi là tác giả Như Cô nói như vậy thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ sai câu nào mà viện chủ nói là Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói cũng cho thí dụ đơn giản, thí dụ ai nói Thích Thanh Từ là tác giả đó là viện chủ viện nhân đây đang đàn thí pháp còn đức hết thể chư tôn giáo phẩm trung ương, trong đó có cả Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Tôi cái này tôi có nói, không có nói thuyết pháp. Mà cái bữa tôi nhớ rồi, tôi biết là người như tháng 2, 17, tháng 4, 17 đó. Thì có một cái anh ở dường như anh Thoảng ở quận Bình Tân á. Ông nói là một Hòa Thượng Thích Thanh Từ này nè. Ông ra là kiến tánh nhận định đó đúng không? Tôi nói phải, kiến tánh là thấy bằng tánh Phật. Còn nhận định không ý nghĩa gì hết. Tôi giải thích vậy thôi nha, chứ tôi không có chê. Rồi ông nói Hòa Thượng Thích Thanh Từ là nói là giáo ngoại biên truyền, nói đâu hiểu Tây. Tôi nói Hòa Thượng nói là sai. Giáo ngoại biên truyền cái lời dạy đi ngoài kinh điển, chứ phải biết đặc biệt truyền ngoài kinh điển. Câu này là của Tổ Bồ Đề là Ma lặp lại của Đức Phật. Câu này bốn câu của nó là bất lập văn
danh tự giáo ngoại biện truyền trực chỉ cho tánh kiến tánh thành Phật, mà trong đó ẩn chứa là trực chỉ chân tâm, chỉ chân tâm không đúng mà là trực tự, tôi sửa lại là chân tâm. Câu này tôi đã chỉnh lại như ở dưới Sài Gòn trước giải phóng này, ta cũng nói là trực chỉ chân tâm, nó phải trực chỉ chân tâm. Trong có chân tâm, con người cũng có tâm gì, không có cách nào mà chân tâm rồi chân tâm, tại vì ta không hiểu thì nó sai. Nhưng mà cái người nào có cứ lớn ta nào mà nói sai, tôi nói sai, đây là nó tự do mà, tự do ngôn luận mà. Tôi nói trong hiến pháp là mà, chứ mà tôi nói còn nếu mà nói tôi nói không đúng thì cái lại đây tôi mời, mời lại đây để tranh luận. Tôi xin hỏi cái thứ tám, tác giả Kim Hùng có viết là chùa Thiện Tông Tân Diệu không có tu sĩ, chỉ có cư sĩ tự xưng, tin như vậy có đúng không? Nói đúng là nói tôi cư sĩ không đúng được, tôi tu sĩ không đúng, mà tôi là con người nắm quyền ký, không tu không tu. Nên cư sĩ là tôi tu, mà tôi đâu có thiên tu là tu, cư sĩ tôi không có tu, mà sở dĩ tôi ngồi đây tôi nói là tôi nắm quyền ký, tôi giải thích. Mà trong này thiền sư Lý Đức Sảo phong tôi là thiền tông gia mỹ nhân, có giấy tờ đàng hoàng. Tôi nói là không ạ, hoàn toàn cái hệ thống thiền tông có tu, tu chẳng lý chẳng tu, chứ thiền tông không hoàn toàn không tu chữ nào. Đức tu cũng thành là vinh, để vì nếu mà Phật tử thiền tông thì cho tu cho tụng kinh đó, nhưng mà đến Phật gia là hoàn toàn không tu, rồi thiền gia là hoàn toàn không tu. Thì thành ra còn tôi đây tôi đứng tôi nói đây là tôi giải đáp vấn đề sách tôi viết ra, trong bốn quyền ký tôi viết ra. Còn vấn đề tôi đứng ra truyền thì có gốc nào là trong quyền ký yêu cầu tôi phải làm cái chuyện này, thì sư Đức Sảo yêu cầu tôi phải làm cái này. Trong tất cả quyền ký nó có bài bản là sắc phục Phật tử thiền tâm Phật gia rồi thiền gia, nó có đầy đủ những cái công thức. Cái bài mà bây giờ đó điển hình nhất là cái bài 36 vị tổ thiền tâm đưa một bài truyền thiền của Đức Phật truyền, về sau người nào nắm được quyền ký thì phải tiếp tục truyền lại được theo dòng Như Lai. Trong cái bài 92 câu kệ của Đức Phật nói gì, 92 câu dòng giải là phù thiền tâm, cái câu sau cùng nói sao, người có tâm lớn phải nói dòng Như Lai, tu ra nè, tu ra tu nói. Còn nếu ai nó nói sai thì lại tôi đưa cái, mà cái này tôi nói không phải tự viết ra, nhà xuất bản đồng ý cho tôi xuất bản là đúng rồi, hợp pháp tất cả những bài truyền đều của nhà xuất bản hết nhà. Đó là quyển số 8 dạy cũng biết hoặc ba mươi mấy vị tổ đều có bài truyền thiền, nó có là có cái chuẩn nào bài chứ làm sao đó tôi chuyện đó. Thì chủ như thầy hỏi gì, chủ nói gì, chủ không phải là tu sĩ cũng không phải là cư sĩ, thì những người đấy cái đây họ tu như thiền tông thì họ được gọi là cái gì? Không có nói tu sĩ cư sĩ, đây hoàn toàn phải là Phật gia thiền gia Phật tử thiền tông, Phật tử một người con Phật tu theo pháp môn thiền tông, chỉ nói chỉ tu là cho nó có hiểu cho nó mọi người. Một Phật tử theo pháp môn thiền tông bỏ chữ tu, vì thế mà trong này hoàn toàn không có sạc kiến tu, nhưng mà người ta hỏi thì phải nói là dễ hiểu không, chứ nên nhớ là Phật tử thiền tông không có không, họ không có tu bỏ chữ tu đi, trên này hoàn toàn không có tu. Nếu mà tu có thì nó thì nhận lý rồi, nó chứ không có nằm bởi vì thiền tông nó phân tích được cái chỗ này. Thiền tông ai muốn tu thiền tông mà tìm cứ là anh phải giác ngộ là tìm hiểu tôi nói cái gì, người giải thoát đi đâu, hai cái món này thôi. Còn nếu mà nó tìm hai cái này đến đầu để tụng kinh bỏ bỏ ra cái chuyện, nó không phải người thiền tông, mà cái đó cũng với bên vật lý ta muốn cúng tụng còn trên tiền chuyện đó là khác. Bởi vì nếu mà dạy sáu pháp môn tu mà ấn tu cái chuyện được ha, thiền tông thì nó có công thức của nó, tịnh độ mật chú niệm phật gì nó có công thức hết, chứ không phải. Nếu mình nói là vậy, bây giờ thành ra nói cái này phải nói cho rõ ra,
Nếu bởi vì tại sao cái pháp môn Thiền Tông này hồi xưa Đức Phật không giải, vì Phật nói là nếu mà nói phải chứng minh được cái lời nói Như Lai nói là phải chứng minh bằng chân chất thì pháp môn Thiền Tông này mới nói được, còn lúc không chứng minh được không có giải cái này người ta giữ liền. Tại cho căn cứ vào này thì đợi mà Thượng Pháp không công bố ra, chứ đời mà Pháp còn chưa dám công bố mà. Chứ như là cách mấy chục năm, năm sáu chục năm trước dám nói điều này đâu. Mà giờ mới nói, mà nói vậy, mà nói mới năm rồi thôi. Mới năm 2017 thôi, chứ hồi trước, 16 năm rồi chắc chưa ai biết cái giải thoát là cái gì. Đợi con hỏi đi. Tôi sẽ hỏi cái thứ 9 đó. Tác giả có yêu cầu Chùa Thiền Tông Tân Diệu, chỗ này nó cũng hay, tôi xin trình bày cho này. Tại sao Chùa Thiền Tông Tân Diệu không mở một cuộc hội thảo khoa học chuyên môn đầy đủ các nhà khoa học, chư tôn đức giáo hội và giới nghiên cứu Phật giáo để thẩm định và đánh giá lại? Xin thầy chủ cho ý kiến về vấn đề của tác giả Chùa. Tôi nói đúng ra đâu có phải có tư cách gì mà hội giáo hội. Tôi phổ biến ra ai thắc mắc lại đi hỏi, còn nếu á cái chuyện này thì chỉ U có đề nghị giáo hội, đề nghị giáo hội tới đây hỏi vấn đề cho nó ra để cái Thiền Tông này thì được, giáo hội người ta cấp trên ta nói được, còn tôi cái tư cách gì mà tôi phải tổ chức ra cái này. Mình nên nhớ là tổ chức này nó không phải đơn giản đâu, nên nhớ là tổ chức một con này tốn mình tốn nửa tỷ bạc chưa tổ chức tổng. Như mai thí dụ mời người Bắc đi đâu thì cũng phải mời lên tới ba giờ ra, mời Sài Gòn lên cũng vậy, mà các tỉnh tới rồi mời thì phải mời hết, chứ không phải mời một tỉnh rồi. Muốn thẩu thảo khoa học thì mời thông báo tất cả các ban quản trị các tỉnh trung ương, mời ai đi đăng ký mỗi người bao nhiêu thì cái người tổ chức phải đại thọ tôn tính, đại thọ nổi không? Trời ơi, muốn tổ chức một cái hội thảo này mới đơn giản, mà mình đâu có cái khác gì mà tiền đâu mà làm cái chuyện này. Còn tôi thì chỉ ở trong xóm để mà xin công bố này ra, rồi xin viết này ra nhà xuất bản gì đâu, tôi viết theo ý tôi thôi, theo sưu tầm của tôi thôi. Còn ai cũng tắc mắc gì thì lời hỏi tôi đồng ý cái này. Chính quyền cho phép tôi ở đây trả lời thoải mái, chính quyền bảo đảm nha, đừng có vi phạm nha, đừng quốc gia rồi đừng có đưa người ta mê tính gì đâu thôi. Chính quyền yêu cầu tôi có hai cái điểm này: đừng có hủy hoại con đường, thứ hai là thiết đừng có làm mất an ninh quốc gia, thứ ba đừng có gieo mê tính gì đâu. Rồi cũng nói gì đó, bên đạo Phật cũng nói gì đó, nó phải ái luôn nha, nó chuyện trên trời đó đừng muốn được không sao. Mà tôi nói thì tôi không nói chuyện trên đời đó đâu, mà tôi nói đâu cũng phải có căn bản đó. Ai hỏi ai đi làm đâu tôi đưa tâm nhớ đưa chỉ cho, chứ đâu phải nói mặt đây là cái rõ là mặt đây nè, cái này nó không phải tôi nói mặt trong quyển 10 đã nói ra rồi, thì nhà xuất bản hay nhà xuất bản cho xuất bản này thì đương nhiên mặc nhiên công nhận cái này, công nhận cái tâm nhớ này. Thì bây giờ nếu ai không tin không công nhận cái tâm giới thì mời cái người đó tự mời, chứ tôi đâu được. Còn nếu mà chính quyền muốn kiểm tra thì cứ báo cho tôi biết, đến tôi mở cửa tôi mở cho kiểm tra, đâu có sao. Rồi thì tất cả mà tôi gọi là có chính ý thì chỗ trả lời thì tôi cũng để tôi coi, tôi sẽ dùng thời gian để cho người khác xem cái tốt hỏi. Dương Đức Ký ở Hà Nội có hỏi: câu thứ nhất, trong 36 vị tổ sư Thiền Tông, có vị tổ nào đi theo dòng Thiền Tông mà làm tổ nhiều lần không? Dương Đức Ký muốn trả lời. Bây giờ tôi chứng minh là câu đó là tạo tôi chứng minh được không? Nhất là ngày đầu á, thì Đức Phật có nói gì nè, đệ tử ông nói ai mà muốn tạo nước đi theo dòng Thiền Tông á, thì giờ đâu biết làm, giờ thì nó chừng ông làm được chừng đó. Ông bảo là ai muốn tạo công đức, bởi vì ngày xưa tạo không
dẫn đi theo dòng thiền tông á, thì tới đó là công bố là mình giúp người ta. Có nhiều khi ở đây người từng ngồi đó cũng là những ông tổ ngày xưa mình không biết. Thế là hôm nay mình vậy, tại vì tới thời buổi này tôi nói ra thôi, chứ còn làm sao biết, nếu mà nói cái này không được lắm. Cái gì nó thực tế mà nói còn nó mơ hồ được rồi đó. Chào câu hỏi khác này. Ở trái đất này thì các vị thần làm chủ về tâm linh. Khi đó Đức Phật dạy đạo giải thoát, thì giữa Đức Phật và cái vị thần chủ này có thỏa thuận gì không? Ở trái đất này có vị thần làm chủ về tâm linh, mà khi đó thì Đức Phật dạy đạo giải thoát, thì giữa Đức Phật và vị thần chủ này có thỏa thuận gì không? Đây này là cho Phật nó lại trong vị trí trái đất này, nó như là ngũ thú tập cư, con ngựa thần thì làm chủ, làm hiện tượng lạ nhiệm vụ vậy thôi chứ không có cái nhiệm vụ nữa. Còn con người làm chủ trái đất này về vật chất, về tài nguyên môi trường con người làm chủ. Cái con người quý diện nó rất nhiều, ta cũng con người chứ không ai. Phải hiểu căn bản này. Còn vị thần thì ta có cái nhiệm vụ là thần chủ thế giới, ta làm ba cái đạo lớn, đạo trời, đạo tiên, đạo thần. Và cái đạo nữa là cái đạo là đạo trời hay là phía tây khi mà đặt sơn. Đầu tiên là phía bắc, còn lão thần là phía đông, đạo Phật là phía nam. Nhưng mà đạo Phật là do con người làm. Nhưng mà khi con người đi giải thoát rồi thì giao lại cho thần chủ quản lý. Phải nói rõ chỗ này. Thành ra bây giờ tại sao mà ta tu sai thì không phải đâu mà sai. Tại vì theo quy luật nhân quả, mấy điều Phật làm ra, vị toàn năng toàn giác làm ra, ông còn ở đây thì ta phải quản lý. Giống như các nhà ông ở thì tôi ở, bên cái trái đất này là tôi tâm chủ tôi ở mà chủ chứ mà ông đem cho cái này có nguyên tắc là bỏ nhà đóng rồi anh không có người vô, anh không có nhà vô. Thì có cái câu hỏi này, đó tại sao là cái ông thầy mà họ không dạy nó, dạy nó chữ tôi sao tôi dám dạy nó. Mấy ngàn đệ tử chữ đó là làm sao dám dạy. Thì họ chịu cho nhau ai chờ nó chữ hết rồi. Thì thôi giờ kiếm cái ông nào mà giáo ngoại truyền truyền nó nắm ông cũng đi. Đi thì nào mà nữ tấn là phạm mà tự pháp rồi nói này cho ta nghe thôi. Chứ không phải em. Thành ra bây giờ phải nói là có nghĩa là cái đạo Phật khi nào mà Đức Phật nhập niết bàn rồi không ai tu nữa, tu giải thoát nữa. Vì thế á mà tôi chứng minh rằng khi Đức Phật nhập niết bàn rồi không ai giải giác ngộ về giải thoát, hoàn toàn không ai biết cái gì này. Tại vì mấy tổ dẫn đi rồi là tới khi mà giác ngộ giải thoát công bố ra bị chửi gì nói rồi sao bây giờ tôi chỉ nói là sự thật mà giờ còn chửi thì thôi chứ giờ ai dám nói. Tôi nói đúng là tại đó tôi liều mạng nghe tôi nói vậy thôi chứ hồi xưa bây giờ giao tôi hậu tôi không dám nói cái pháp thì ra chứ được đó. Có bây giờ tại vì nó lỡ rồi, nó lỡ tôi hứa với vị sư Thiên Thảo quỳ tại chánh điện này chứ đâu thề với Thích Ca là con chết con bay con mũi. Dạ, ông bảo vệ con được thì con nói là bảo vệ nó đạo con chết cái rồi xong con mẹ nói nên tôi nói trước mặt ra thì khó là khó ở chỗ này. Con người nên nhớ là quản lý nhà tắc và quản lý cái đất này là con đúng một người đặt cái đất này cho vậy luôn. Còn thằng là diễn con cái làm diễn mà mình đúng lắm. Nhưng mà nhờ nấu con người là thế nào bây giờ là gì? Khoa học kiểm phải là phải con người sinh trái đất này sống chết cho con người. Trong con người chứ con ai mà cái đạo Phật cái cha nói cái ngày xưa mà nói cái trái đất này do người quản lý, linh cũng chửi đi, đệ tử cũng chửi đi. Đó giờ ta nói cho thầy giờ chứng minh rằng con người cái đất này cũng tốt thì cũng con người mà cũng
con người, để cho con người mà đi. Đời phải tiếp đi. Sau khi cái vị thập chủ này ở cái xuống làm thần trở lại làm người, thì Đức Phật có độ cái vị thập chủ này gặp Pháp Môn Thiền Tông không? Bây giờ ai đúng vậy, giờ ông làm thần làm trời làm thánh gì mà anh muốn làm, anh muốn trở về con đức làm con người, tạo công đức lên trời, anh không quên cái kiếp thần anh đi. Chứ còn ngày xưa ông Thích Ca ở gì không? Ông kia ông trở lại lần đó ông nhìn lên nhớ mà ông nhớ là hồi xưa ông làm cái gì đâu cũng đức. Ông Thích Ca cũng làm thần cái bên đó, cho nên nó qua rồi thôi. Bây giờ thì tất cả những người muốn trở về Phật giáo phải là người tu thiền tông mới về là người được. Còn nếu ngoài không có tu không có cái nào trở về Phật giáo được hết. Giờ mà ngoài thượng đế phải muốn về Phật giáo cũng phải xuống đây tu là người tu là người là tu thiền tông mới về được. Còn nếu mà tu bỏ bỏ thì thôi còn lâu. Đừng hỏi tiếp. Ở thế giới vật lý này á, thì kiếm tiền mà chôn tiền thì bị nhân quả. Còn người tu theo thiền tông á, muốn kiếm công đức mà chôn công đức, làm thơ mà chọn thơ thì bị nhân quả gì không? Câu hỏi này nó không rõ lắm. Mình tạo công đức bằng cái gì cũng được, cho là tụi mình nói thơ, nói kệ, viết sách gì đó mà cho người đó hiểu rằng là ngôn đạo là có công đức. Bởi vì thành ra cái bây tôi nói là cái công đức này nó tạo đức nó đa dạng. Chửi giống như bây giờ tôi nói thì giống như ông gì ông Chí Ngôn để chửi tôi đi nha, mà tôi nói là ông ngọt ổng đâu đi lại nói người khác hổ đi, ổng có công đức á thì tôi có khác nào giống quỷ đâu, quỷ cứ chửi tôi là được, quỷ đã tà đạo ma giáo bây giờ ai vậy? Bây giờ hiện giờ phút này cả trăm người, tám mấy chục người xin chứng chỉ thiền tông giờ đang cấp, mà chùa Ba Vàng luôn đó tôi nói thật, chứ mà chùa khác thì quá trời luôn chứ nha, chùa Ba Vàng hiện có 100 người trong này làm đơn xin chứng chỉ, là sao thì nhờ cô Yến chửi. Nhà quý có thuần quý như nè, đưa cái quyền ký ra trước chùa chùa Ba Vàng mấy trăm người ta biết hết, ta không có nói gì thì ta đi tìm cái này có cái gì mà tại sao lại ai vậy vô bị 500 phút không hút giờ này giờ đó thì cứ vô giờ nói thật ra cái chuyện mà đã là thí ngu nãy tôi không có buồn hỏi, tôi rất cảm ơn nhà bạn la cái này tôi. Người ta sẽ nghe, người ta sẽ thấy cái chùa này ta hiểu đó. Mà tôi nói này tôi đâu phải giấu đâu, để tôi nói về anh em phát lên mạng đi, bao nhiêu là tiến sĩ hay là hòa thượng gì muốn tới đây thoải mái không đâu có sao, tôi mời hết này, mà tôi mời tôi ăn cho cô lên xe đàng hoàng cho chung đấy, mà phải báo đàng hoàng chứ phải muốn lên là đứa nào lại, tôi đâu phải ở đây ngoài đâu. Có kỳ thần thì giá là phải tiếp đi. Người tu theo đạo Phật cạo tóc mặc áo vàng dụng công tu tiền kiếm mà tự xưng mình là tổ sư thiền thì sẽ bị nhân quả gì? Cái câu này nó nằm ngoài cái thiền tâm này. Nên tôi cũng xin vị trí của ta hỏi ổng đi. Tôi nói cho mãi rồi mà căn cứ đâu trong quyển sách á, nếu mình không phải cái đó mình xin cái đó là mình đẩy giống như tôi phải cho nó là thế gian mình không phải bộ trưởng này được kia kia mình xin bộ trưởng để mình được phá tổ mình thôi. Còn cái này trong đạo muốn vậy, mình tổ sư thiền là cái gì mình phải biết, tổ sư thiền chỉ có mấy chục ông thôi. Sao tự tổ sư thiền lại gì có tổ sư thiền nữa, phải hiểu rồi mình tự xưng mình ráng mình chịu cái nhân quả không, cái đó mình biết rõ ràng rồi. Giống như kiểu mà xưng tổ sư thiền giống như mình chạy xe ra ngoài đường mà đeo mắt kính đen, họ có xe đụng một cái đó tôi không biết, chạy thì biết ta mình đã các chuyện ở trong thế gian vật lý này, tạo cho nhân quả anh làm bệnh hoặc anh chết nha, anh làm phải lừa
đi hướng. Cái nguyên tắc cái đất vật lý là nó là vậy. Còn câu hỏi này thì thôi cho đi xếp đi. Bởi vì có nhân quả không là hỏi ông á. Ông nào siêu tốn thì tìm hỏi ông. Khi một tấm Phật vào trong tam giới thì có một niệm Phật đến xác nhận với chủ nhập độc. Vậy khi tấm Phật này ham muốn trở về Phật giới và có đủ công đức thì niệm Phật này sẽ làm những gì để dẫn tấm Phật về? Một là gì Phật mà muốn trở về Phật giới ra thế này, nó phải nhu màu cho đã để được rên. Nó tập ở trong này thì tôi muốn trở về quá, không biết làm sao ông mới rên. Ông rên là cái ông Phật còn dẫn mình vô đó, cũng về phải không? Nhưng mà nên nhớ là lợi gì đâu mình ghi ra, tôi không có dẫn mình đi được. Chứ mà nó chưa, mình rên thì đáng chịu quá. Phải là mình ghi công bố ra tôi. Tao mới chỉ lại cho tu, đường chỉ cách đó, ta chỉ tới đâu, tin thì làm ta đi về, còn tin thôi. Mà khi mình có công đức thì mới đeo theo mình là, đúng rồi, chỉ nó mới chịu nghe. Có nhiều người cũng nghe thiền tông cũng chạy lại vài bữa chạy hết. Mình có nhiều khi vô thiền tông một chữ thiền tông nữa chứ đừng có nói gì. Đó thành ra vào cái chuyện đó, khi nào đi cho đã thì mở rơi. Nên rồi bởi vì coi là cái tiểu sử Thích Ca đó, ông đi mấy tỷ năm rồi mà ông rên, nó không để đọc trong đề ngoài thì làm sao đi. Ông rên thì ông viên đăng nó chạy qua, con thân chạy qua, nó rước về. Mà nó về nó phải rước về thì liền đâu. Trời nó lên trên kia sống từ mấy trăm năm nữa là ở đây, mấy đời nữa mới xong. Thấy không? Đâu phải muốn nhìn về cái gì gì đâu, mình ở đây muốn tạo công đức một ngày này họ được có công đức rồi nè mà không về được thì cứ giữ đó đi, rồi tại không phải chịu đa tới rồi công đức này nó phát ra đi theo không thích. Nó phải trải ra bao nhiêu mấy chục ông thích mấy ông tổ Phật ra đời chứ mà thấy đâu mà giờ hơn thì cứ cố gắng tạo được cái công đức gì đó như vậy. Giờ mình hỏi tiếp, mọi người có công đức và phước đức vương bằng nhau và dùng diệu thuật buông. Ngay khi vừa nói xong qua tiêu của vị Phật dẫn về đã xuất hiện chưa? Chưa. Khi nào mà buông mà rơi ra thì mới được ông mới xuất hiện nha. Còn đang lúc dặn co ông lấy rồi. Vì câu này là nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục đạo người về yêu sanh. Khi mà mình đã rơi rồi thì ông xuất hiện liền. Còn nếu mà ông giảng sanh thì thôi mình đi đâu rồi đi. Giảng sanh là do Phật cũng dẫn mình đi, cũng đẩy mình đi. Còn rơi, vừa rơi ra khỏi tay thần rồi thì kim thân Phật mới làm qua tiêu được thì dẫn mình về. À, chứ mà hai ngày hai cái đang làm con không có lợi đâu. Ông chưa có biết cả ngủ đâu, ông có can thiệp. Bởi vì Đức Phật hoàn toàn mà không can thiệp vào thế giới nhân quả này. Chừng nào đi ra từ ta ăn tự dẫn đi về cho chứ không phải đi đưa ấy được, không phải ông Phật ở đây để mà phân xử cái vấn đề mà luân hồi với ông ngồi qua họ không rớt tới đây rồi phải tin. Một người có công đức nhiều hơn ác đức nhưng mà công đức thì lại ít hơn phước đức vương thì người này muốn về Phật giới thì phải làm sao? Vậy thành ra nếu đó ba thứ này nó vào nhau được mà thua rồi mình đi đâu? Bởi vì nếu ông thần kéo về vô cái đó không chịu tôi bỏ luôn, kéo lên thượng thì một phước dương không chịu thì về thì mới ra đây là đây là đó này là dù mình làm sao mình rơi thì Phật tiếp mình còn chưa rơi không nhận luôn. Đó phải hiểu chỗ này cái đó là nãy trong cái gì cái dặn dò nó dặn kỹ rồi đó. Khi trung ấm thân bắt đầu rơi sẽ có qua tiêu những đường, ngay khi đó tấm Phật phát hiện ra qua tiêu giả thì lúc này tấm Phật phải xử lý như thế nào? Mình đứng ở ra và mình đứng lại thì qua tiêu giả nó bay luôn nha. Bắt đầu mình ổn định rồi mình bắt đầu rồi qua tiêu, bắt đầu tiêu qua cái là cái gì nó xuất hiện rồi nha. Nên nhớ là mình thử với lại nha. Bởi vì khi nào mà ông Phật ông thần mà can thiệp vô rồi ông không thèm thế con mình cứ biết kiến
nhưng mà phải có được nhiều cái người rơi thì mới xuất hiện được. Giống như một dynamo nằm yên không có phát điện mà nếu nhiều cây thì nó ra liền. Đó cái lực rơi là cũng nằm trong cái dạng vừa rơi thì chưa phải phát tăng tới liền là bao nhiêu thì giống như dynamo đứng yên không phát điện mà vừa nhúc nhích là có điện. Đó phải cũng giống như cái hiện tại này. Còn tiếp theo là người tu thiền tâm giả sử chết đột ngột thì có được rơi vào trung tâm điện hành luân hồi không ạ? Thì chết đột ngột thì nó cũng nằm cái kia thôi, ngủ thức dậy được nhưng mình thấy cái gì đó chết đột ngột cũng vậy mà mình thức dậy đó cái đúng không mình đã sáng thì tâm mình rơi. Còn nếu mà có thứ thì giống như cái nãy cái dễ thích nãy đó nếu mà thấy đó còn còn mà chết từ từ nó vậy thôi. Nó khi mà ngủ thức dậy sẽ biết chết từ từ là mình biết được mấy ngày trước, còn chết đột ngột vẫn biết nha. Nhưng mà cái này nó khó hiểu lắm. Thì dụ ai mà bị tai nạn là trước đó mấy ngày sẽ có những cái chuyện xảy ra nhưng mà ta không để ý nha. Có nhiều người họ vừa chết không còn tỉnh ngày qua cái ngày hôm kể lại ha. Tất cả đột ngột hay là chết bệnh đều có thấy trước đó. Bây giờ ai để ý nè, ai để ý mà ví dụ ai mà lỡ bị cái tai nạn xe đó, trước mấy ngày trước có cái điều, ta gọi là cái điều, đã là cái gọi là nhân quả nó báo trước cho mình đó, mà ta gọi là cái điều, chứ rồi đó là nhân quả báo trước rồi. Giờ nói tiếp đi. Người được chuyên thiền thì sẽ có một vị Phật theo sát chỉ đường cho mình. Vậy chứ hiện tượng mà bị thần theo mình á thì làm sao mình biết được? Khi chuyên thiền á thì sẽ có một vị Phật theo sát dẫn đường cho mình, nhưng mà làm sao mình biết được là có hiện tượng nào là vị Phật sẽ dẫn cái hướng hướng dẫn mình? Khi chuyên thiền về tối thì nó cũng biết, cái này không nói được. Ai mà chuyên thiền ở đây hoặc là mà trước một hai ngày được chuyên thiền, cái công đức nó sáng nó khác, còn công đức là u tối thì nó thấy là đây nha. Mà là những cái nên đó tất cả những vị chuyên thiền trong vòng 3 ngày đi chúng ta sẽ có những cái công đức tốt xấu nó hiện ra từng chỗ của mình vậy đó. Nhưng mà nên nhớ là cái đó là cũng nhắc nhở mình đó. Nên làm sao mà cho nó ổn định cái công đức này. Từ khi chuyên thiền mình cố gắng cho ổn định cái công đức này một lần không phải dễ đâu. Mà nếu kỳ này không được mình giờ mình mất đi rồi cái thiền tâm này nó còn nữa mình chưa trở về Phật giáo vô cùng tập rồi giờ con cần thiền tâm nó còn không biết nữa không thành mất luôn rồi phải đợi làm sao mong sao mà nó hơn đó. Bây giờ nó phổ biến tại nước Việt rồi mấy người Philippines thì sao không biết Thái Lan sao không biết đó mình thuận hơn ở cái chỗ này thôi. Thành ra mình Phật nó rất hiền hữu thì cố gắng chỗ hiền hữu này cố gắng bám thầy đó. Vậy là câu hỏi tiếp theo là trong tập thiền ký thầy đã công bố được 80%, vậy cái 40% còn lại nó có nói về phần đường về phần giới hay không ạ? Không, 40% nó nói về khác, nó nói về trên thực tế. Mà tôi nói thầy sẽ chỉ 40% thì tôi không nói nó có cái gì không? Là vì tôi sẽ biết có số người sẽ đến đây. Nếu mà tôi nói là hết, tôi hỏi cái họ biết là họ học tới tôi và trả lời được tôi sẽ đây. Có nghĩa là tôi nói gì họ biết đây. Thành ra là sao thì giải quyết tôi thua rồi. Tôi hỏi cái gì họ nói là 40% này là cái chiêu để tôi lấy lại. Tôi để đối phó với những điều này. Chứ không có lại vậy. Chừng nào ấy đó, thì đào quả tôi lên lấy 40%. Câu hỏi này của ông Nguyễn Quang ở Cà Mau hỏi trước khi mà có con người á thì đấng Phật nương vào đâu để hình thành ra một con người? Cái này hỏi là ta chưa đọc cái sách. Ta nói cái vô thủy vô tung là cái gì, phải hiểu cái chỗ vô thủy vô tung mới được. Càng khôn vũ trụ này là vô thủy vô chung. Tánh
Phật, kim thân Phật là vô tỷ vô chung, con người là cũng là vô tỷ vô chung. Nhưng mà bây giờ ông giải thích cái con người như thế này nè, hỏi ông cái con người cấu tạo bằng cái gì? Cấu tạo bằng tứ đại. Tánh con người cấu tạo bằng cái gì? Cấu tạo bằng điện từ âm dương. Khi tứ điện từ âm dương quay nó phát ra 16 thứ tánh người, thì hỏi vậy chứ cái ban đầu của tánh người là con người là cái gì? Là đất nước do lửa, đất nước do lửa nó thành con người. Vậy hỏi cái đất nước do lửa này là như thế nào? Đức Phật là vô tỷ vô chung, có nghĩa trong càn khôn vũ trụ này có hành tinh nước, hành tinh đất, hành tinh đá, hành tinh lửa, hành tinh muối, hành tinh không khí, hành tinh điện từ âm dương. Nó là vô tỷ vô chung của cái gốc nó. Cũng như cái đất này mình nói gọn, cái đất này, đất đó là nó là vậy. Cây nó ăn đất thì nó lên cái cây, con người ăn đất lên con người. Người chết thì cũng trở về đất chứ chạy đâu. Thành ra hỏi cái này là đã hiểu nguyên tắc đó là con người tứ đại vô thủy vô chung, con người là quyển có. Tánh Phật, tánh người cũng vậy, tánh người cũng là quyển có. Tánh người là do điện từ âm dương nó cuốn hút lại, nó trở thành tánh người, nó phát ra tánh người. Giống như cái dynamo nó phát điện nó mới thành thành bóng đèn, hay là điện này điện kia. Cái sự thật bóng đèn nó không thật, điện không thật, nhưng mà cái thật là cái gì? Là hai cái loại nam châm á, mà nam châm nó gốc nó từ đâu? Nó nằm đất, nó nằm từ đất nó đi ra. Đó phải hiểu cái này, thành ra trong đồng nguyên cái chuyện mười cái sách là phải hiểu nó là. Bởi vì tại sao trong kiến thức qua đó là tướng thế gian thường còn là cái gì? Là tứ đại của thế gian nó thường còn, chứ cái tánh cái người nó không phải có thường còn. Đó phải đó nè. Rồi trong Phật giới cái gì thường còn? Là điểm từ quang, nó là chân như. Thấy nghe nói biết là chân như. Đó, mình mới hiểu cái vậy. Chân như đó là gì? Chân như là vô thủy vô chung. Đất cũng vậy, con người đất cũng vô thủy vô chung, con trầu con nuôi nó là tự nhiên như vậy. Mà sở dĩ con người mình có ra đây là để nó sinh hóa theo nhân quả luân hồi nó mới có con người. Ai là muốn sinh ra con người, họ muốn là con người đẹp, nhưng mà tại cái nhân quả anh xấu quá thì phải sinh ra xấu. Cái nhân quả anh vô đầu tiên là dương thì phải người nam, không có cách người nữ được. Nếu nhân quả anh mà vô đây là âm thì thành ra người nữ, chứ không cách nào nên là nam được. Đó là cái này, là cái định luật luôn nhân quả luân hồi trong cái đất này. Còn càng không vũ trụ Phật giới vô thủy vô chung gồm địa từ quang và tánh Phật. Còn bên thực thế giới vật lý là đất nước gió lửa và điện từ. Bởi vì nó quay, nó tác động, nó có thành người và nó thành con người. Bây giờ tôi nói xin lỗi, mình ngồi đây nó lén nhém, lén nhém nhiều người chết rồi sao đó. Cái trở về nguyên tắc đó là tương vô thì đó là gọi là vì thế mà trong cái diệu pháp liên quan đó, đó là cái thường còn tướng thế gian thường còn ở chỗ này. Đó là này. À, hỏi là từ đó qua có đồng ý không? Đồng ý thì hỏi tiếp. À, hôm qua họ tiếp tánh Phật thì rất khôn ngoan hàng biết, nhưng mà tại sao lại phải hỏi ông Phật để cách tạo ra công đức? Cái này đợi hai tháng nữa thì sư vị có nói rõ cái này trong đại nào trong phần tiền mật. Lý do tại sao tánh Phật đã từng ngự với ông Phật chờ tự nhiên kim thân Phật khi dễ từ đó xưa. Kim tánh Phật hỏi kim thân Phật, chứ bây giờ con người nó tạo bằng cái gì? Ông ra đất nước do lửa, hỏi cái tánh người bằng cái gì? Chuyển từ âm dương. Tánh Phật hỏi kim đất nước do lửa nó bằng, nó hung bằng cái tánh Phật được. Nó đã tạo cái vô đó rồi, mà nó đều biết. Rồi hỏi vậy chứ điện từ âm dương nó phát ra cái gì? Tôi để tôi thấy tôi thanh tịnh, vô đó thì mang cái tánh người là biết. Hỏi chứ sao?
ông kể cho tôi nghe, nó có một căn nhà nó không chịu, nó đòi 100 căn, mà thấy nó ở có một căn mà nó không chịu, tính kế đó người như vậy đó, tiền bạc nó đã đủ mà nó còn không chịu, nó còn đi tìm đất, còn đi kiếm người ta, cái tính người nó kỳ cục vậy. Thì tất cả cái sao? Tôi cho tôi chạy tất người thứ hai, tôi chạy nó ở vô đi, mang đi đường biết, mang đi tất người sẽ biết. Đó giờ đây đây được ai ai thì mang tới đường trị nổi, trị nổi. Bây giờ công bố quyền ký ra, giữ gì mà kéo chuyện gì. Mình mới đi, mình mới chạy hàng cái cửa, đi xe. Là không chạy vậy. Muốn giải thoát thì giải thoát cái này, phải bỏ cái này này. Nó tánh tánh người nó vậy đó bây giờ này. Mày hỏi bây giờ ông Phật nói cái tánh người nó kỳ lắm, mới kỳ sao. Nó không tin. Tới giờ một chiếc thân Phật đang thở trong này biết rồi. Đi ra nói cho tánh Phật nó kia, nó gặp một trận. Tôi từ trường tưởng gì đó đứng như là tôi trị nó như trời ở vô đi nó tứ đại nó có cái cọ và khó có chiếc nó đó rồi mày ổn rồi những cái việc sách thì tôi nói hết cái chuyện này cho nghe rồi đâu mai mốt mày đọc cái quyền ký khi mà tôi nói làm sao cùng cái quyền quyền ký rồi thì anh thấy nó cũng khích lắm cho khỏe rồi rồi bây giờ bởi vì có nhiều người bởi vậy đó mấy ông thầy về đó về đạo lên là định tranh luận thế đó ông lại đây tôi muốn câu một câu nào thế vậy ông còn không cần tôi không cần đưa cái chiêu thứ hai tôi đánh nào một câu nào mình đâu ông đã chết rồi tâm tôi nói thiệt chuyện này tôi nói thiệt tôi móc họng mấy ông thầy mấy chục năm này tôi biết hết cái tâm đấy không có ông nào phát rồi ở đây đâu ông thầy nào không làm giỏi nói này nói đi nó cho nên nhà tôi dám kêu bố rồi cho khỏi tự do rồi đây tôi bây giờ tại sao 40% tôi nói là tôi để tôi trị mấy ông thầy rồi khi thời gian mà không có mắt pháp môn thiền tông tu hành á mà một người có sẵn công đức rồi muốn trở về một giới có về được không bây giờ mà nói cái câu chuyện này thì khi tôi nói chuyện kiểu A Di Đà khi mà ông Di Đà kiểm thiện con người này hết tuổi thọ về về trái đất để mà tu thiền tông thì ông A Di Đà cản lại ông hỏi chứ sao về giờ này không cho con về dưới trời ơi 2000 năm nữa mày con xuống dưới con ở là 2000 đời con nói không ráng ở đây đi như tay nuôi cho con ở đây từ nào gần đi quyền ký con bố ra rồi xuống dưới đúng thời đúng tiết mới vô được chứ bây giờ xuống dưới là không có ai dạy cái này rồi làm gì rồi lúc đó rồi tạo nhân quả tiếp nữa rồi có biết đi lên trên cõi trời này không có ai dạy nữa hay con đi đâu nữa cái này nó khó là gì khi nào mà thời tiết nhân duyên khi nào mà cái quyền ký con bố ra thì những người ai chỉ là ngộ cái bằng ngộ đạo trên cõi là thì nếu còn ai là phải giữ lại hết để chi để khi nào ấy quyền ký trong bố ra thì mới cho xuống đây mà chạy đầu á đã chạy đầu trước 20 năm có nghĩa là gì trước 20 năm rồi đợi tới khi mình có 40 tuổi gì đó thì mới chạy cái này nó tu được chứ đi đợi trước là không có được cái câu này nó liên quan đến cái chỗ mà tất cả những người ở độ đạo ở cõi A Di Đà phải ở lại hết đợi chứ khi nào quyền ký công bố ra thì mới cho xuống A Di Đà mới cho xuống giờ phải lúc trước thầy có nói về cái công thức đường trở về Phật giới mà thầy chỉ hé mở thôi hôm nay xin thầy có thể nói rõ thêm hơn để cho chúng con hiểu con xin cảm ơn hồi nãy con nói rõ rồi nhưng mà nên nhớ rồi nha tôi nói đây là cái người nào hỏi 100 người đây chứ chưa chắc gì nhà nhớ hết rồi cái người nào mà được chấp được chứng Phật chấp nhận thì mới nhớ không chấp nhận thì quên luôn tôi nói thật đây là tôi đã từng có nhiều cái tôi đã thử rồi tôi đã nói trước chứ một gì sau đâu nhiều là chỉ dẫn mà không có chấp nhận cái này tự nhiên là không hiểu rồi là nó không được mà học là thôi mà cái này khi công bố quyền ký ra mới được quyền nói cái này
chứ không phải Phật pháp truyền đi là truyền mong vô điều tạo công đức cho nhiều mình về thì không cần cái này. Nhưng mà bây giờ con bố vị trí ra thì ta mới nói về cái vụ hoa tiêu, cái ngày xưa với ai lại nói hoa tiêu đâu, có hoa tiêu mà nó hoa tiêu mà không đúng tự tiết của người ta coi chứ đâu được ra đó, phải hiểu cái chỗ đó giờ phải tiếp đi. Câu hỏi này của ông Nguyễn Văn Trường ở Cần Giuộc, Long An. Thưa thầy, theo con hiểu cốt tủy của thiền tông là thoát ra quy luật âm dương để trở về Phật giới. Vậy tại sao có người nói chỉ cần sống bằng tấm Phật tức kiếm tánh là đã giải thoát rồi, không cần làm gì nữa? Thế giờ mình phải hiểu chuyện giải thoát chỉ trở về Phật giới đó khác. Có người nói gì cái chuyện này là cho bà là Hán á, ông không hiểu. Ông tưởng đó ông tu thanh tịnh làm giải thoát thì giải thoát đúng rồi, nhưng mà giải thoát còn tại chỗ. Tại chỗ giải thoát tầm tại chỗ, không thoát trở về Phật giới được, muốn trở về Phật giới bằng phải có công đức mới về được. Cũng như bây giờ này mình ở ở khu phố nào đó, hồi đầu đó mình cũng đi ta bà trong khu phố vậy. Bây giờ mình biết đâu mà không có ta bà nữa, nhưng có mình có rời người khỏi ta bà khu phố, mình cũng giải thoát trong khu phố, nhưng mà mình không dùng dễ nữa là giải thoát. Giải thoát với mấy cái người kế bên mình á, chứ mình cũng ở trong khu phố chứ mình chạy đâu đó. Phải hiểu cái chỗ này, thành đã há tưởng đau động, không tin được cái thân này là giải thoát, không có giải thoát được. Vì cái quy luật nhân quả không hiểu, mà khi nào mà bởi vì ông A là ông tu cái gì, ông tiểu thừa, ông tu 15 năm đầu lúc mà dạy, còn lúc mà dạy những cái năm sau cùng không hiểu. Thì vì thế mà những người mà tu tiểu thừa chửi cái tiền thân này là cái lý do, là có ngoài cái mức của người ta, ta chửi thôi. Nhưng mà tại sao người ta chửi là vì người ta chấp kiến tánh chấp ngã, có nghĩa là ta tưởng đó tôi học tiến sĩ là người ta giàu vậy. Ai vậy không học tiến sĩ là người ta tin là học thức, chứ đâu phải là chừng nào mà ông hiểu bằng cái tánh Phật á, rõ ràng cái mà nên ta nói được cái tánh vô sư trí á thì mới hiểu tiền công này được. Còn nếu mà tánh họ hoàn toàn không hiểu này, thành ra 10 người tiến sĩ hoặc là tu cao cỡ nào giữ cái này, 10 ông giữ luôn 10 ông, tại vì ta không hiểu. Ta tưởng có cái học thức này nó là giỏi, nhưng mà sự thật cái học thức này nó không xài trong cái thế giới kêu bằng là của thiền tông được. Thiền tông anh không cần, mà anh chỉ cần kiến tánh, có nghĩa là thấy bằng tánh thở của anh thì vô sự trí giải hết, kể cả hòa thượng hay là gì cũng mất hết. Hòa thượng thượng tọa tiến sĩ cử nhân kiểu ông vậy hết, cái này cũng học thức không xài ra cái này. Tại thiền tông nó có chỗ này, đặc biệt cái chỗ này vậy mới hiểu, mới hiểu cái này. Tại sao thiền tông, thiền tông nó phá được cái kia là tại vì cái này nó nói thật, còn mấy cái kia nó nói trong cái học hỏi, học hỏi là nó làm trong cơ quả. Thì giờ có học cỡ nào không có thôi vậy, phải hiểu cái chỗ này. Thì vì thế mà thiền tông mới dám cho người ta hỏi chỗ này nè. Bây giờ chúng ta có 10 cái bậc tiến sĩ mà ở đây hỏi anh không hiểu, anh hỏi trong vật lý sao cái trong sao có đây. Bây giờ trong thiền sử hôm qua cái câu chuyện đường tổ Huệ Năng, ông không có học gì đâu, không tu nè mà câu học không có dễ, nhưng mà ông nghe kinh không biết. Còn mấy ông kia từ giáo tổ sư hoặc năm này thật kia hỏi ông biết gì đâu, nó mới căn cứ vào này. Này căn cứ vào này để là thiền tông nó phát triển là được, căn cứ vào đường tổ Huệ Năng thì thiền tông này mới có chân đứng. Còn học mong được tổ người ta không giúp, không biết một chữ mà người ta còn ổn định thì còn ổn đạo, nói gì ta đã làm được. Có giống như mình đã hiểu thiền tông rồi, chúng tôi hỏi anh học cỡ nào mà tôi cần biết, nhưng mà tôi hỏi anh là mình cứng học coi anh đã làm theo cái học hỏi anh thì nó không đúng với thiền tông. Bởi vì cái đường tổ người ta nó chứng minh của cái chuyện đó, mình mới đem ra mình mới giải thích cho người ta được.
rồi hỏi tiếp. Hiện tại khoa học đã phát minh được nhiều dải ngân hà, vậy tại sao cho tới bây giờ khoa học vẫn chưa tìm thấy năm trái đất còn lại trong tam giới? Bây giờ mình hồi xưa đó Phật không đo bằng cái số, mà ông nói là từ cái trái đất này qua cái đất kia nó bằng cái hành tinh. Ví dụ từ trái đất này mới đến cõi A Di Đà đó là 84.000 ức cõi, có nghĩa là 84.000 tỷ trái đất, cái hành tinh á tiến đi chứ ngân hà chưa tới tỷ mà là, mà khi nó 84.000 tỷ mà nó đã có một cái, có một chỗ vào não đó là vậy. Còn bây giờ tôi nói là tại sao mà khi nào mà trái đất này mà mất mà khi nó hình thành lại các thế giới kia nó đến được, nó có cái lý do của nó. Khi nào mà trái đất này mất mà hình thành nó lại có sự sống nào mà trái đất bên kia nó cũng chuẩn bị tan rã, thì người ta chuẩn bị dùng cái đĩa bay phi thuyền nó bay vừa thoát đi ra thì mấy ông trời tứ thiên dương phủ khắp phía bắc phía nam cũng hết. Ông sử dụng cái thuật điện từ âm ma nó hút và hút dài hút trở giúp á thì mới đi kịp tới về bên đó. Còn nếu không có mấy ông cao trời tứ thiên dương này còn lâu, mình bây giờ tới đất này mà chết mà muốn bay ra ngoài bay không kịp đâu, không kịp thì không đổ đâu. Nhưng mà khi mà tới cái tuổi đó thì trời thiên dương có cái thuật điều khiển điện từ âm ha, cho nó hút ra khỏi cái này, nó có thay điện tư bằng cái tốc độ ánh sáng thì nó cho đi bằng cái tốc độ điện từ, không còn âm thanh và ánh sáng nữa. Điện từ ánh sáng vẫn còn chậm hơn, phải đi bằng tốc độ của điện từ thì mới cứu được. Thì tất nhiên là từ trái đất này bay qua cái trái đất kia 10 năm mà đi bằng tốc độ điện từ. Thì bây giờ tôi hỏi chứ bây giờ là sao này, dẫn đò tinh thần thì khoa học cũng vậy, nó đi bằng cái tốc độ của âm thanh thôi. Dĩa bay là phi thuyền đi bằng tốc độ âm thanh thôi, cái hoàn toàn không có, không cách nào hơn. Con đu, con đi nổi bằng tốc độ ánh sáng thì làm sao đi kịp được. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc này, phải có trời tứ thiên dương trợ giúp mới đi được, còn không trợ giúp không chạy qua khỏi. Có từ trường, vậy con người có từ trường không? Có chứ, mình ai làm có. Để vậy là bây giờ căn cứ vào cái nhịp tim á, một phút thôi là 80 80 cái đạp 80 cái bóp của em đó là từ trường. Nhưng mà cái đó bây giờ nó không thể đo bằng cái vô hình đâu, mà bây giờ nó đo con người đo bằng micro ôm, có nghĩa là nó nhỏ bằng 1.000 người cái vô hình vậy đó. Chứ mình phải hiểu cái này, khoa học nó chứng minh như thế này. Thế là mà nó tính là con người trái tim mà nó đọc bằng micro ôm chứ mình micro vô hình á, thế thì nó rất nhỏ. Mình ở đây địa đề 220 cái cục pin mà còn một vô hình như vô hình rưỡi nha, mà nó có còn 1/1000 cũng là cái đấy thôi, nó rất nhỏ thì nó mới tạo cái bảo đảm cái này. Nếu mà nó lớn quá thì cái điện từ dương ở trong cái đầu chịu nổi đó. Bây giờ điện từ mình lớn chút quá là mình bứt liền ép cái thành thật rồi, là thành thật rồi, nó làm chịu nổi nó phải bứt liền là phải tin. Chư Phật có từ trường không, và chư Phật giao tiếp với nhân bằng gì? Chư Phật đã giải sử dụng bằng điện từ quá, nó không có từ trường mà nó không có độ rung. Bởi vậy điện từ quang là to rung, còn bên ở đây là điện từ âm dương cú rung. Vì nó thấy đá đèn sống rung có sinh quá được. Nó còn mình phải hiểu tại sao ở đây thì ta luôn thua có nam có nữ, có được có cái là do cái điện từ âm dương nó tạo ra. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này rồi phải đi. Tụ sáu, con nghe thầy dạy trên mạng
công thức về Phật giới quan trọng nhất là có điểm sáng dẫn mình về và mình phải thử 3 lần. Con nghe nhưng chưa rõ, kính xin thầy dạy chi tiết cho con. Xin cảm ơn. Cái câu này thì cái gì đó là phải cái đường truyền thì có nghe và dặn dò ta bổ túc cho, chứ còn nói nghe cũng được, nói nghe con không hiểu gì đâu. Cái người phải được truyền thì đứng bên đây, người đó đứng ra học hỏi mà phải kinh nghiệm rồi tôi đã từng thấy gì rồi chỉ thấy cho, chứ còn thầy chưa làm được thì không có trả lời được cái này. Giống như mình đi học ở lớp 12 rồi đó nha, rồi còn thiếu sót gì mình hỏi thầy chỉ cho. Cái mới lên lớp 1 mình đòi họ hỏi cái lớp 12 thì sao được, thì ai chỉ cho mình? Thưa quý Phật tử, thì hiện tại còn khoảng 40 câu hỏi nữa, nhưng mà thời lượng nó cũng sắp hết, thì chắc 40 câu này sẽ chuyển qua chương tuần sau để mà trả lời tiếp. Dạ, còn hôm nay chắc buổi diễn tập sẽ còn 40 câu nữa. Dạ. Vậy thì cũng biết là có quý vị tử nào muốn hỏi trực tiếp nữa, khoảng 15 phút nữa. Còn thôi thì tôi sẽ đọc cho mọi người. Nhiều người ngày nay không tu gì cả mà lại thành tựu cả hai căn tay và mắt. Thì người tu thiện tâm nhờ thành tựu này mà họ thấy rất rõ ràng sự cuốn hút dữ dội của điện từ âm dương. Cho hỏi như vậy là có phải hay không? Nó không phải, coi chừng là phải từ con thần được đừng có xài cái đó. Nó bởi cái này nó phải đọc hết quyển sách người ta giải thích rồi mới hỏi con này được. Hỏi con này coi chừng quay trở lời nó không chính xác đâu. Nhưng cái hợp vị nào hỏi cái này phải đọc rất kỹ nha, rồi thắc mắc hỏi trong đó thì con này hỏi nó tổn quá, không có giải thích được dài nữa, bỏ con hỏi nó đi qua con hỏi sao. Dạ. Trong chuyện Tây Du Ký có tác giả Ngô Thường có nói về Dương Quốc nữ giới, thì xin tác giả giải thích rõ về cái ý nghĩa của cái Dương Quốc nữ giới này. Trong chuyện Tây Du Ký có nói về cái Dương Quốc nữ giới. Thôi cái này ta làm chuyện ta nói ta không kể hỏi nó không quan liên quan tới cái vấn đề thiên đường thiên tông nha. Cái đó thì nó nói là chuyện để thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ của người thôi, là nó nói là cái dùng đó bị âm nhiều quá chứ không có vẻ gì đó nha, bị âm nhiều thì nữ không, cái dùng có làm nam không là dương nhiều có vậy thôi. Do con quan đi đi về nhé sư quan thôi. Nếu biết được công thức giải thoát thì người tu theo thiền tâm có thể nhận ra trung tâm dẫn hành luân hồi ở đâu hay không ạ? À? Không, cái này phải Phật dẫn đi mới được. Trung tâm dẫn hành cơ cái khả năng mình không có mở được. Khi nào Phật nhãn mở mới hiểu được cái này. Mà bởi vì Phật dẫn mình đi là có biết đường. Giống như mình ở Việt Nam mình á, mình chưa từng đi Mỹ, đưa visa đi Mỹ mà không đi được đâu, phải có người dẫn đi. Còn bây giờ ở đây mình đã chờ nghe nó Mỹ thì đi ra biết đi điều nào, phải có người dẫn đi, dẫn lên máy bay rồi xuống máy bay điều trị nha. Còn cái này cũng vậy, khi Phật giảng đã mở ra mới hiểu, mà Phật giảng mình lúc nào mà nó phải về thân tâm dẫn hành luân hồi mới mở được, thì lúc đó tôi biết vì thế mà chưa mở bộ phận phải dẫn đi. Còn dẫn đi giống như đó thì lỗi vậy, thì thành ra nó là giống như mình mù quá. Cái mù mình biết được đâu đi, mở mắt còn chưa đi được đó. Thành ra khi Phật giảng mở ra nó hiểu được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, con thấy trong chùa có ghi hai chữ ta cô, vậy không biết là ý nghĩa của hai chữ ta cô đây là gì? Vô tu vô chứng vô đắc vô câu lượng và hàng giờ ba cái mới là kinh trên kinh can nó nói rằng vô tu vô chứng vô đắc thì không nên là giờ mình nói đi. Xin mời anh hỏi.
Giờ câu tiếp theo là Đức Phật chỏ ngón tay chỉ dạy những gì người tu thiền tâm cần phải biết và sống như thế nào. Đức Phật chỏ ngón tay chỉ dạy những gì? Đưa tay. Đức Phật đưa tay là thiên tử hoa thiên hạ chi ngã độc con trên trời dưới trời. Chân ngã là số một, là số một, là cái đó gì, là cái tánh tập này đó. Không có cái gì hơn cái này hết. Rồi, làm đi. Mình biết rồi. Mình đi. Tu nhất định thiền là chỉ dùng một chữ, đồng thời cũng không sử dụng một chữ. Cho hỏi có phải như vậy không? Tu nhất định thiền sử dụng chữ là khi nào đi ra cái đất đó, ra cái đất mà ra không được là thần kéo lại nó kêu tu, không? Bởi vì nó phải thoát ra đây, ra ngoài cái đất con thần mới giữ mình trong cái đất. Nhất định thiền là dẫn để khi thoát ra ngoài cái đất. Nó phải sử dụng tại cửa đó thôi. Rồi hỏi đến người tu thiền tâm bất luận theo phương cách gì, nếu tạo công đức trong sáng thì sớm muộn gì cũng được về Phật giới. Như vậy con hiểu như vậy là có đúng hay không? Người tu thiền tâm bất luận là tu theo phương cách nào, nếu tạo công đức trong sáng thì sớm muộn gì cũng được về Phật giới. Như vậy có đúng hay không? Tạo công đức thì nhiều cách tạo, nghĩa là sao có công đức thôi. Mà muốn về Phật giới thì phải ba cái trưởng này, phải ham muốn nè, công đức nhiều nè, và có Phật, có Phật chỉ về điều gì mà ta gọi là công đức đó. Đó, phải hiểu cái đó nguyên đó nè. Rồi phải tiếp. Dạ. Tại sao trong sách có nói thiền tâm chỉ thích hợp cho những cư sĩ tu? Cái câu này thì nói với lòng thật là tôi nói luôn nè. Bây giờ tôi hỏi á, ví dụ cái ông A đó, ông tu, ông trắc cái chùa, ông tu, tu cái gì? Ông hoàn toàn đi lấy tiền của người ta, không biết là không có tu, không vô đâu, có tu gì, ông để ông bỏ họ, ông là thành thật. Vì thế mà tôi nói thật là thiền tâm nó ra đời để nó nói chuyện này. Cái người cư sĩ á, thì dễ tu thành Phật hơn. Còn hồi ông thầy tôi nói xin lỗi nha, ông bắt đầu tu thành Phật đó luôn. Ông thầy thì cắt chùa ra để đi kiếm tiền mình là thật thật. Nó mình nên nhớ là nói sâu là không được. Nhưng mà tôi nói là tất cả những người vị thầy cắt cái chùa ra là để tôi quay lên đâu đó thầy cắt tiền kia đó. Nhưng mà tiền, nếu tiền mà ông bỏ ra cái tiền được. Nhưng mà đâu phải tiền ông bỏ ra. Ông buông quân đầu điều chứ đừng sao. Cái đó là cái kết quả. Chuyện ông nói là nói chỗ này nè. Bây giờ cái người tại sao bây giờ đó, tại sao mà thiền tâm là cái người cư sĩ là tu nhiều mà còn mấy người kia không có? Tại vì người ta tại chống đối này, người ta mới có. Còn ở đây nè, những người này ta muốn thật sự muốn giải thoát, người ta mới tìm cái thiền tâm nha. Cái thiền tâm mà nói luôn bước vào không phải tới đâu. Thì bây giờ mình nói thẳng ra nè, anh cắt cái chùa, anh bỏ tiền ra, anh tự cấp rồi anh dạy người ta để có này có còn được. Tao cắt cái chùa để lấy tiền của người ta thì hoàn toàn thôi. Nó tự nhiên nhân quả mà nhân quả là tụng nó. Nên chúng ta phải hiểu là tại sao nếu mà trước khi có người ông ta thầy nào đến hỏi tu sẽ phải câu này làm gì? Nếu thầy cắt cái chùa, thầy biết giải thoát không? Biết giải thoát thì mình cũng dạy ta. Thì thầy có công đức á, còn thầy không biết là sao? Rồi tự thầy đã là tôi đã là nó đi dịch xong giờ chỗ này là trong năm rốt đó nha. Mà sợ gì này tôi không nói ai, mà tôi nói là cất chùa tự mình bỏ tiền ra dạy dạy khóc có công đức mới về còn nhớ được. Còn cất chùa không biết công đức gì phòng kể đi nó cầu hết rồi. Giờ anh là con muốn mất thời gian thầy như ai chỉ hỏi một câu. Người tu thiền tâm đã được chìm thiền nhưng mấy bác đã già thì cũng đã chìm thiền rồi. Nhưng bây giờ thì không có điều kiện nào để tạo công đức. Vì già chỉ có con tu thôi. Giờ chỉ biết tính bản thân người, rồi chỉ biết tạo công đức thì không biết. Nhưng mà biết
học hết, ví dụ như thế là cái lời dặn dò được cái ham muốn thì những người đó cũng chắc chắn là làm hết rồi, nhưng mà bây giờ không có thể làm công đức được vậy, con hỏi má chắc những người đó khi mất cái thân này có được gì Phật giới không? Giờ thì tôi nói tạo công đức cứ cho nằm tại chỗ tạo cũng được, chứ đừng có nói gì mà đi cái người mà đi được tạo thì dễ, mà tại mình muốn tạo nằm tại chỗ vẫn tạo được. Đã là sao kiếm mấy cái máy để này đứa nào rồi bây giờ mày quen nghe này hay lắm, nó nghe nó chịu là cái ông nằm nó có công đức á, chứ đâu phải gì đi mà đâu phải có cái gì. Còn bây giờ mình đi được, còn mình đi cái nói chuyện là bao không mà mình đó có công đức đâu, ngồi tại cứ lấy một người cố đi đi hết xóm đi cho bộ làm ơn đọc hết cái này để tôi thấy hay lắm nè, rồi báo cáo cho tôi biết mấy người lớn tuổi cái đọc nó chính là lời của ơi hay quá thì cái này đọc đấy là chắc chắn một công đức không, ý mà nói là cái người tạo công đức thì tôi không nói, những đặt vấn đề là những người đó không thể là tạo công đức gì chỉ có biết tu thiền tâm nó là chắc cũng từng tạo công đức, nhưng mà ta lớn tuổi rồi thì nó không cho sắc cho giả, nhưng mà ta chỉ cố gắng tu thiền thôi, mà ta cố gắng cũng ham muốn được, nhưng mà tới cái ngày đó thì có được gì hay không, ví dụ cho người ta biết cho nó dễ. Là nó không có tu gì hết trơn, tu thiền tâm bây giờ biết cái này rồi đọc sách đọc đạo với lấy cái máy làm nghe, làm nghe ai tới thì kêu ta nghe cùng với mình. Thế ta tôi sẽ xin lỗi ông Đạo, từ một tháng kiếm được 10 người chẳng có đủ 10 người. Rồi ông hiểu thì mới về về con chế thì thôi, ta mệt nó ta về, ta khỏe cả. Tụi bay khỏi đưa ra, không có rước ông thầy nào cũng tao nữa. Nó vậy thì ổng là gian nhẹ vậy, ta biết rồi. Khỏi cần đi, khỏi cần đến đi truyền niệm luôn. Đó là có coi bởi vì dù muốn không, là khi mà ta truyền niệm con khai rồi, tìm cái dĩa mà truyền niệm con khai cho ông em. Trong cái gì hiểu được cái gì đúng gì sai chẳng qua trong đó tự không đi được, đó là áp dụng vậy sẽ nghĩ là điều gì công khai là việc làm không áp dụng cho ngưỡng người không đến cái chùa này đó, thì cứ đừng có lo là do mình không muốn hay không. Ý còn gì là những người chị này đã được gì thì rồi đừng có là dạy dò rồi cũng như coi như không hiểu hết, nhưng mà ý nói là không có được, không biết tạo công đức là cái gì đó, là dạy được gì thì không nó phải là như vậy, dù những người già quá rồi dù như đâu có cho sách hay ví dụ như nó thì cho ta muốn lấy ý được ý hiểu là coi như là giống như là chưa có được tạo công đức đó, nhưng mà ta được tiền thì đã được lời dạy dò và cũng ham muốn, nhưng mà nó cái giới này khá nhiều rồi chứ hay không. Muốn tạo công đức là giúp người ta giác ngộ, mình tìm cách cho thôi, chứ giờ hỏi đi cái đó. Còn hỏi là thì ta đâu biết giờ là nếu không hiểu cái này thì có chuyện ta nói cái thiền tâm đi. Đã hiểu cái này thì mới nói tới chuyện thiền tâm. Bây giờ nói tới cái giới là tạo công đức thì ta mới chỉ cái tạo. Còn nếu mà thấy cái này mà chưa thấy không thì không tạo công đức đi. Cái công đức là cái giai thứ hai rồi. Thì ta có sợ được mà còn anh là ta tạo công đức. Giống như sợ công đức bôi đen, người ta không dám làm công đức này vì ta phải làm mà không được là nó bôi đen, và cho nên cố công tu thì cũng chứ nói là không tu, cũng là tu gì nhưng có công theo dõi có môn thiền tâm và hiểu được pháp môn thiền tâm, đồng thời là đi đã được truyền thiền rồi và đã biết cái dạng dò rồi, nhưng cố công như vậy thì không dám đi mà nói cho người ta nghe, sợ người ta chê bai thì công đức là nó bôi đen. Anh như vậy những người đó thì sao khi này mất tâm có được về hay không? Thế là họ là như vậy, không cần tạo công đức nữa. Cái bồ đề là công đức trang dài, nó mới là bồ đề. Còn công đức mình tạo con cái gì nó cũng sáng. Chửi có công đức mà còn sáng là mình thấy nhất. Công đức bồ đề là công đức trang dài, có nghĩa là
cái người này là của ai được, của người kia ấy trả lời chân. Đó là cái công đức Bồ Đề, có là cái Bồ Đề này là công đức tranh giành. Còn cái người mà bằng phương tiện gì có công đức làm sao đừng có tranh giành thế này, gọi là tranh giành là chấp ngã. Chỉ có ta nói cho người đó nghe, cho người kia cho đó hiểu ra. Còn cái anh nằm tại chỗ ai là cũng nói vậy đâu, giờ nhìn thấy không, không người ta tới mình mời người ta nghe, người ta nghe hiểu, người ta cũng ta hiểu có công đức không. Yeah. Còn muốn về không rồi nghe cho rõ ràng cái lời nhận lời thì cố gắng gì đâu, giờ mà cái duyên của mình còn đang nằm rồi giờ làm sao mai phước mà gặp cái này thì cố gắng tìm cách tặng nước tôi. Nhưng mà giờ tôi còn một tháng nữa tôi chết thì cứ như ráng đi kiếm ra 10 người mà hiểu cái này rồi kiếm về một cái nữa, chứ còn nằm nó 10 năm rồi đi đường đạt nó không có được mỏi mất không. Kết thúc mà rút bằng quá. Cái vấn đề này ý là hỏi là nếu mà không có tạo được công đức thì người ta già này không tạo công đức thức, thì chỗ này tôi xin tạm lời đại nhân với chỗ này. Một người mà muốn giải thoát, thứ nhất là phải có lòng mong mỏi giải thoát một cách mãnh liệt. Thứ hai là phải tạo công đức, ít nhiều phải có công đức, không có công đức thì không bao giờ giải thoát được hết. Thứ ba là phải nắm cho vững công đức giải thoát, không nắm vững công đức giải thoát thì chắc chắn sắp sửa lâm chung sẽ bị dễ bị đi lạc. Ba cái điều kiện tiên quyết để mà trở về Phật giới, thứ nhất là phải lòng tham muốn mình giải thoát, thứ hai là phải tạo công đức càng nhiều càng tốt, không có công đức chắc chắn không bao giờ giải thoát được. Thứ ba là phải nắm giữ công đức giải thoát và thuộc lòng công đức giải thoát để khi sắp sửa lâm chung mình không bị đi lạc. Đó là cái ý mà hãy anh hỏi vậy phải vậy không? Đây có một vị hỏi có những cái ý vậy. Khi mà một vị Phật mà ứng thân vào để dẫn đến Phật về trung tâm vận hành luân hồi rồi, thì khi đó cái vị Phật đứng yên một chỗ hay là di chuyển cho đến Phật thấy để rơi theo. Cái vị mà Phật ứng thân vào để dẫn đến Phật vào trung tâm vận hành luân hồi đó, thì cái vị Phật đó đứng yên một chỗ hay là di chuyển để cho đến Phật thấy để rơi theo. Bây giờ thí dụ một vị Phật mà muốn tấn thân ra đây, ta chỉ quan sát ở trong chợ ta chỉ quan sát ở đây ta nhìn thấy không phải nhìn thấy, nhưng mà tại vì tại sao ta ấn thân được là ta sử dụng cái kêu bằng là tồn na mắt, có thể cái nhìn thấy người ta đã biến mình thành một cái con người, ta thấy đứng ở bên Phật giới á, nhưng mà được cái thân kêu thân ở bên Phật giới, nhưng cái con mắt mà thấy nhìn cái điểm này nó tâm tụ lại thì nhìn thấy bắt đầu trong lúc mình tìm tìm đó thì ta mới nhìn thấy ông ta BC bên đây là ai, hồi đó là ai, để vô ta nhìn thấy ta biết đó. Rồi ta nhìn thấy người đó biết rồi ta đi cho nó ta phải về. Đó là cái ứng thành, nó ứng thành cái sự thật. Bởi vì ta toàn năng mà ta làm nhiều được, một chút thấy của người ta có hiện ra nguyên thân con người được mà cũng là cái thấy mà đó là cái điện từ quan chứ không phải điện thần dương. Mình phải hiểu cái toàn năng của một vị Phật đó là vậy. Người ta bên đó ta nhìn khỏi trời nào được, ta tâm thiện, ta tâm tượng đế cũng được đó, phải cái gì cũng được, phải ta toàn năng. Mình tới đây nhưng mà một vị Phật ta là chuyên tìm đến những cái nghiệp tính Phật ngày xưa mà vẫn dơ quá, giờ tìm ở sau này có ta mới được, ta điểm mặt ta dẫn về. Đó là toàn năng, nó là vậy. Phân tha ứng đó là không phải đứng đây đâu, mà từ cái tánh thấy á, thì người ta thấy cũng như mình ở đây. Mình bây giờ mình toàn năng đi, mình có cái điện thoại á, ai cái người cái biển cái cầm á, mình thấy chỗ nào người quay là chỗ đó nó nhìn thấy, mình thấy mình tới đó mình nói cái gì được. Bây giờ điện từ cái một con người chân linh cao á thì pháp môn thì mới nói ra được, chứ ngày xưa mà nói ra phân thân rồi không ai tin đó, không ai tin một Phật nó mua phân thân kiểu gì. Bây giờ mình nói khoa học
cao rồi mà thì ta dễ chỉ dụ ra thì ta mới hiểu là Đức Phật dạy nó là phần thân ứng thân hóa thân, nó nằm ở trong cái và cái tồn năng bởi vì Phật muốn như thế nào thì tùy theo rồi hãy tiếp. Tánh Phật nhìn thấy vị Phật dẫn mình về trung tâm vận hành luân hồi thì dấu hiệu nào là đúng nhất, chuẩn nhất? Tức là dẫn về trung tâm vận hành luân hồi và cái dấu hiệu mà chuẩn nhất, đúng nhất là thấy nhận thấy cái vị Phật mà dẫn được về dấu hiệu nào chuẩn nhất và đúng nhất? Bây giờ tôi nói thật đó là cái tại sao mà bây giờ nó dễ trên thế giới này duy nhất chỉ có một nơi dẫn về thôi. Mà không dám nói chùa cái kiểu này, nói từ nhiều người ta nói là đồng tu. Chứ tự thật, đạo Phật mà muốn về Phật giới chỉ có chùa Tân Diệu mới dẫn về được thôi, còn không có chùa nào dẫn về được hết. Vì thế mà người ta ghét cái chùa này tưởng rằng mình nói xạo. Bây giờ nếu xạo thì lại cho tôi nói nghe. Bây giờ vì ký trong 4 năm thì vị Phật tới đó thôi. Nhưng mà chưa đúng không? Chừng nào mà cái chùa Tân Diệu này mà nó khép lại thì nó sẽ bạch phù thiền, nó sẽ chạy đi. Chạy đi mà hòa, do một phần dạng cũng được thôi, ta cũng chịu đủ cũng sống rồi. Chứ ngày xưa mà chưa nói ra cái này không ai dám. Không ai dám nói cái chùa này chạy nhiều vậy thì không. Nó phải nói cửa này. Thành bây giờ nó phải bên kia